Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ. Tập 49. Chương 481, Long Nhan Phỉ. Tuy rằng đã sớm dự liệu nhưng lúc này Liễu Minh vẫn cảm thấy máu huyết trong cơ thể trở nên sôi sục. Đồng thời, tại các kinh mạch mà linh khí thuộc tính mộc đã bão hòa sau đó không ngừng va chạm lại càng truyền đến từng trận đau đớn. Cảm giác giống như bên trong cơ thể đang bị vô số lưỡi dao nhỏ không ngừng cắt vào. Liễu Minh bị linh khí thuộc tính mộc vô cùng nồng đậm bao phủ. Khuôn mặt bắt đầu lộ ra vẻ thống khổ, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu che kín vầng trán. Hắn quát khẽ một tiếng sau đó giơ tay bắt quyết, trên người liền nổi lên khí đen cuồn cuộn. Dưới âm thanh nổ vang đùng đùng, cơ thể hắn lập tức căng phồng lên, mình mẩy tứ chi run rẩy, từng sợi gân xanh nổi lên trên da thịt. Pháp lực trong cơ thể Liễu Minh trong nháy mắt liền lưu chuyển nhanh gấp mấy lần, linh khí trong cơ thể dưới sự dẫn dắt của hắn không ngừng dung nhập vào bên trong linh hải rồi từ từ biến thành pháp lực. Sau vài chu thiên, thân thể và kinh mạch của hắn đã chậm rãi thích ứng với độ dày linh khí ở nơi đây. Mộc linh khí thật nồng đậm, nếu như tu sĩ ngưng dịch cảnh thông thường đến nơi này, hơi vô ý một tí chỉ sợ nếu không phải chống đỡ không nổi bạo thể chết thì cũng bị mộc hóa mà tẩu hỏa nhập ma. Liễu Minh thở dài một hơi lẩm bẩm thì thào. Dưới tình huống hắn tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công, lại thêm vào thân thể mạnh mẽ hơn so với tu sĩ bình thường mới có thể lập tức thích ứng với linh huyệt ngũ đẳng này. Nếu đổi lại là linh huyệt tứ đẳng chỉ sợ hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Liễu Minh trong lòng đã có quyết định, lúc này mới nhìn xem hoàn cảnh đại khái ở bên trong động. Huyệt động này cũng không phải được xây từ đất đá bình thường. Những bức tường bốn phía, kể cả mặt đất đều có màu xanh thẫm, hơn nữa ở trên còn được khắc ấn một ít linh văn huyền ảo lóe lên linh quang nhàn nhạt. Liễu Minh quét thần thức qua, bất ngờ phát hiện những bức tường này vậy mà đều là linh thạch thuộc tính mộc có phẩm chất không thấp. Bốn phương tám hướng bên trong huyệt động đều là loại linh thạch này, chỉ có chính giữa ở trên nóc lộ ra ánh sáng giống như một con đường nối thẳng với ngoại giới. Nhưng mà con đường này dường như lại bị một đạo kết giới vô hình ngăn cản. Không gian bên trong ngoại trừ có một cái bồ đoàn được bày ở trong góc cũng không bài trí thêm gì cả. Liễu Minh thấy thế trong lòng khẽ động khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Gần nửa canh giờ trôi qua, hắn mới mở hai mắt ra, trong đôi mắt chớp lóe thanh mang. Hắn phất tay lấy hư không trúc từ trong tu di loa ra, đặt ngang trước người. Thanh trúc này vừa xuất hiện lập tức khiến cho linh khí thuộc tính mộc ở bốn phía trở nên sao động, liên tục hội tụ về phía món bảo vật này. Mà linh văn ngũ sắc đang lóe lên bên trên thanh trúc so với ở ngoại giới lại càng thêm ngưng thực vài phần. Sắc mặt Liễu Minh có chút ngưng trọng, sau khi hít một hơi thật sâu liền duỗi, một ngón tay điểm về phía thanh trúc. Lập tức đoạn hư không trúc dài hơn một thước lơ lửng bay lên rồi dừng lại ở trước ngực hắn. Ngón tay nhanh chóng bắt quyết sau đó hắn há mồm phun ra một cỗ tinh khí nhao nhao chui vào bên trong hư không trúc. Linh văn ngũ sắc bên ngoài thanh trúc màu bạc này phát ra hào quang càng sáng hơn rồi sau đó bắt đầu tự động nhúc nhích. Liễu Minh thấy vậy trong miệng lẩm bẩm niệm chú, hắc khí bên ngoài cơ thể không ngừng chuyển động, đồng thời 10 ngón tay nhanh chóng biến hóa. Từng loại bí pháp huyền ảo liên tiếp đánh lên thanh trúc màu bạc khiến nó chậm rãi xoay tròn. Một ngày sau, lúc này đoạn hư không trúc ở trước mắt Liễu Minh không ngờ càng trở nên trong suốt. Những linh văn nhiều màu sắc đang nhúc nhích ở bên ngoài cũng trở nên mơ hồ. Liễu Minh bỗng dung tay áo lấy ra một cái bình ngọc màu trắng, tay hắn khẽ vẫy, lập tức bên trong bay ra một viên đan dược màu xanh biếc. Hắn hé miệng nuốt viên đan này vào, chỉ thấy tốc độ linh khí thuộc tính mộc tụ tập vào cơ thể bỗng chốc nhanh hơn vài phần. Đồng thời pháp quyết trong tay lần nữa biến hóa. Ở bên trong đoạn trúc đang xoay tròn chậm rãi hiện ra một sợi tơ bạc trong suốt nhỏ đến mức khó có thể nhìn thấy. Sợi tơ dưới sự bao bọc của mộc linh khí chậm rãi như sương khói dung nhập vào cơ thể hắn. Bên trong đan điền của Liễu Minh, theo sợi tơ bạc trong suốt không ngừng tiến vào. Một ít kiếm khí cực kỳ yếu ớt còn sót lại lúc tự bạo thái cương kiếm phôi bắt đầu chậm rãi hội tụ trở lại, ngưng kết thành một cái hư ảnh tiểu kiếm bị tàn phá. Liễu Minh quét thần thức qua, thấy tình hình này, lập tức dựa theo thái cương kiếm quyết mà chia tinh thần lực thành từng luồng nhỏ. Cẩn thận từng ly từng tí khống chế pháp lực lưu động. Dẫn đạo tơ bạc trong suốt không ngừng quấn quanh hư ảnh tiểu kiếm. Hư ảnh tiểu kiếm tiếp xúc với tơ bạc tựa hồ theo bản năng liền bắt đầu thôn phệ từng phần một, mà cứ mỗi một phần tơ bạc bị thôn phệ, hư ảnh tiểu kiếm lại càng thêm rõ ràng. Theo sự dung nhập không ngừng của sợi tơ bạc trong suốt,
Hư ảnh tiểu kiếm không trọn vẹn bắt đầu được bổ khuyết liên tục, bắt đầu tản ra ánh sáng bạc chói lọi. 6 ngày sau, Liễu Minh vẫn bảo trì tư thế này như cũ, pháp quyết trong miệng cũng không thay đổi chút nào. Bất quá đoạn trúc màu bạc trước người hắn đã trở nên ảm đạm không ít, mà sợi tơ ngân sắc từ đó trồi ra cũng mảnh đi vài phần. Bên trong linh hải họ Liễu, hư ảnh tiểu kiếm vốn là màu bạc, lúc này lại trở thành nhiều màu sắc đan xen, như có như không. Qua thêm 5 ngày, tiểu kiếm trong đan điền của Liễu Minh đã hoàn toàn biến thành trong suốt, chỉ có lúc chuyển động mới có thể loáng thoáng nhìn thấy ánh sáng 5 màu phát ra. Đột nhiên một tiếng phanh vang lên. Nương theo một sợi tơ bạc cuối cùng trồi ra từ hư không trúc, đoạn trúc bạc vốn dĩ lập lòe ánh sáng 5 màu hoàn toàn biến thành một thanh trúc xanh trụi lủi, ánh sáng cũng lóe lên rồi tắt lịm. Báp, quyết trong miệng Liễu Minh vẫn không hề dừng lại, dựa theo thái cương kiếm quyết mà khống chế pháp lực vận chuyển bên trong linh hải. Lại qua 2 ngày nữa, bên trong linh hải của hắn bỗng phát ra một tiếng kiếm vang réo rắt. Một bóng kiếm dài gần một tấc như ẩn như hiện trôi nổi bất định ở trong linh hải. Lúc này âm thanh niệm chú trong miệng Liễu Minh mới ngừng lại. Hắn quét thần thức đảo qua cơ thể sau đó mỉm cười. Tu di kiếm phôi này cuối cùng cũng luyện thành, sau này chỉ cần dùng pháp lực ân cần chăm sóc là được. Dựa theo điển tịch, kiếm phôi chi linh một khi quán chú vào bên trong kiếm thể, tu thành linh khí bổn mệnh là có thể đến vô ảnh đi vô tung, khiến cho địch nhân khó lòng phòng bị. Khuyết điểm duy nhất đó là cái kiếm phôi này bởi vì không đi theo chính đạo nên tiêu tốn linh lực để đào tạo cũng nhiều hơn bình thường. Hơn nữa sau khi uy lực tăng lên đến một mức nhất định sẽ khó có thể tăng thêm. Nhưng mà nếu so sánh với việc không cách nào luyện thành nguyên linh phi kiếm, bước vào con đường kiếm tu, một chút thiếu hụt này cũng không tính là bao. Liễu Minh im lặng ăn vào mấy viên đan dược đồng thời lấy ra 2 viên linh thạch rồi tiếp tục đả tọa khôi phục pháp lực. Hơn 10 ngày liên tục cô đọng kiếm phôi khiến cho pháp lực cùng với thể lực của hắn đều tiêu hao không ít. Vì vậy thừa dịp nơi này linh khí nồng đậm hơn nữa cũng còn chút thời gian, hắn tự nhiên muốn nhanh chóng khôi phục pháp lực. Một ngày sau, kỳ hạn sử dụng linh huyệt đã đến, Liễu Minh chợt cảm thấy vách tường ở 4 phía lóe lên hào quang. Sau đó một cái quang trận lăng không hiện ra, tiếp đó cảnh vật xung quanh liền trở nên mơ hồ, cuối cùng hắn xuất hiện ở bên trong ngũ hành điện. Hắn hơi ngẩn ngơ một tí sau đó đi đến thiên sảnh, rời khỏi ngũ hành điện, bay về phía phiêu hồng viện. Không bao lâu, Liễu Minh đã ở trong động phủ của mình. Hắn lập tức nằm lên giường đá, lăn đùng ra ngủ. Nửa tháng này, vì cô đọng kiếm phôi, cả thể xác lẫn tinh thần của hắn đều vô cùng mệt mỏi, tự nhiên cần phải nhanh chóng nghỉ ngơi cho thật tốt. Hắn nằm ngủ khoảng chừng chưa bao lâu, bên ngoài cửa lại truyền đến một âm thanh nữ tử dễ nghe, Liễu sư đệ vậy mà đã hồi phủ rồi, Long Nhan phỉ của Phiêu Miểu Phong đặc biệt đến bái phỏng. Cái gì? Là đệ tử nội môn? Liễu Minh nghe thấy lời này liền cả kinh, lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ. Một lát sau, hắn mang theo một chút khó hiểu mà mở cửa động phủ. Chỉ thấy đứng bên ngoài là một nữ tử trẻ tuổi mặc một chiếc váy màu tím nhạt, bộ dạng chừng 18-19 tuổi, mũi quỳnh môi đào, gương mặt như tranh vẽ. Tại hạ chính là Liễu Minh, không biết sư tỷ là. Liễu Minh quét thần niệm qua, lập tức nhìn ra tu vi của đối phương là ngưng dịch hậu kỳ. Người này còn trẻ tuổi như vậy mà đã trở thành đệ tử nội môn, rõ ràng chính là loại có thiên tư hơn người nên được một vị phong chủ nào đó thu vào môn hạ. Hắn lúc này không dám coi thường, chắp tay thi lễ. Cô gái này vừa thấy Liễu Minh đi ra, trước tiên đôi mắt đẹp chớp lên, sau đó nghe được hắn khai báo họ tên mới mỉm cười nói, Liễu sư đệ, thực sự là tốt rồi. Ngươi nên biết vì gặp ngươi mà trước sau ta đã chạy đến phiêu hồng viện mấy lần. Nói ra, sư đệ cùng với Long gia chúng ta tại Ngân Tuyền Cốc cũng có quan hệ sâu xa. Lời này của Long sư tỷ có ý là, Liễu Minh nghe vậy, tự nhiên khẽ giật mình. Tục truyền, những đệ tử nội môn này đều ẩn tu ít khi lộ diện, bình thường khó có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn họ. Hiện tại người này tìm tới tận cửa, lại còn nói đến đây tìm hắn, tự nhiên khiến cho họ Liễu có chút không hiểu nổi. Ta nghe nói Liễu sư đệ chính là đệ tử chân truyền của Lục Âm chân nhân bổn môn. Mà Lục Âm chân nhân lại chính là tổ tiên của Long gia chúng ta, năm đó dưới biến cố phát sinh mà vẫn một mực trú tại hải ngoại chưa từng trở về. Liễu sư đệ đã từng là truyền nhân của tông môn do tổ tiên ta lập ra, đương nhiên có quan hệ sâu xa với Long gia chúng ta rồi. Cô gái tự xưng Long Nhan phỉ này thu vẻ tươi cười trên mặt lại, nghiêm nghị nói. Cái gì? Sư tỷ chính là hậu nhân của Lục Âm tổ sư? Liễu Minh nghe vậy tự nhiên cả kinh.
Hắn hôm nay sở dĩ có thể đến Thái Thanh Môn tu luyện, nguyên nhân hơn phân nửa là vì năm đó tình cờ gặp được một đám thần niệm của Lục Âm Tổ Sư. Dưới cơ duyên xảo hợp lại nhận được Long Hổ Minh Ngục Công và Thái Cương Kiếm Quyết. Mà giờ đây hắn đã gặp được hậu nhân của Lục Âm Tổ Sư, vốn dĩ hắn nên theo như yêu cầu lúc trước của Lục Âm, giao kiếm phôi chi linh cho đối phương mới đúng. Thế nhưng mọi chuyện không như mong muốn, kiếm phôi này vốn đã bị ma niệm sau khi đoạt xá dung hợp với kiếm phôi của hắn. Sau đó khi gặp phải Hải Yêu Hoàng ở Miết Nguyên Đảo, vì tự bảo vệ bản thân mà hắn phải tự bạo kiếm phôi. Vì vậy, giờ đây gặp được hậu nhân của Lục Âm Tổ Sư, Liễu Minh có một chút cảm giác chột dạ, nhưng cũng may sắc mặt hắn lại không hề có biểu lộ nào khác thường. Lúc này, Long Nhan Phỉ lại mở miệng nói, hôm nay ta đến đây thật ra là được tổ mẫu dặn dò phải tận tai nghe được tình hình của tổ tiên khi lưu lạc ở hải ngoại, mong rằng sư đệ thành toàn. Cô gái tuyệt sắc này suy nghĩ một chút sau đó chậm rãi nói ra. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 482, Ngân Tuyền Cốc. Sư tỷ đã là hậu nhân của Lục Âm Tổ Sư, theo lý mà nói sư đệ tự nhiên phải tuân mệnh rồi. Thật ra tại hạ đến từ một địa phương gọi là đảo Vân Xuyên, đảo này thuộc về địa phận khu vực Thương Hải. Liễu Minh sau khi tự ước lượng một chút liền cân nhắc từ ngữ, một lần nữa thuật lại toàn bộ những điều khi trước đã nói ở Phiêu Miểu Phong. Long Nhan Phỉ sau khi nghe xong lại lộ ra vẻ đăm chiêu, một lát sau mới, chậm rãi nói, tộc của ta trong suốt mấy ngàn năm qua vẫn một mực tìm kiếm tung tích của tổ tiên. Hôm nay đa tạ Liễu sư đệ đã cho biết, nhờ vậy cũng coi như giải quyết xong ý nguyện của bổn tộc. Sư tỷ sao lại nói lời ấy, kể ra Lục Âm tiền bối cũng có đại ân với tại hạ, thành thật bẩm báo chính là việc phải làm. Liễu Minh vội vàng đáp lễ. Liễu sư đệ cũng coi như đệ tử của tổ tiên ta, chẳng biết có thuận tiện hay không đi đến Ngân Tuyền Cốc của Long gia chúng ta một chuyến. Tổ mẫu nghe nói đến chuyện của tổ tiên, cũng muốn trực tiếp gặp Liễu sư đệ một lần. Nào này suy nghĩ một chút sau đó ánh sáng trong mắt lóe lên nói, đây cũng là việc nên làm. Nhưng mà tại hạ vừa mới gia nhập Thái Thanh Môn không bao lâu, hiện giờ còn phải xử lý một số chuyện. Hay là hãy chờ thêm một ít thời gian nữa, tại hạ đương nhiên sẽ đến bái phỏng. Liễu Minh nghe vậy thầm dùng mình một cái, nhưng thần sắc không hề thay đổi trả lời. Cũng tốt, vậy đợi một thời gian sau, ta lại tới thăm sư đệ. Long Nhan Phỉ nghe vậy hơi thất vọng một chút nhưng lại lập tức nhớ ra điều gì, cười cười nói. Liễu Minh dĩ nhiên chỉ có thể gật đầu liên tục. Sau khi hai người trò chuyện thêm vài câu nữa, Long Nhan Phỉ liền ngự một đám mây trắng mà bay đi. Thấy cô gái này đã đi xa, Liễu Minh mới thở nhẹ một hơi, quay người trở về động phủ. Hắn đi qua đi lại trong phòng ngủ một lúc lâu, sau một hồi trầm tư mới thở dài một cái rồi tiếp tục ngủ say. Sáng sớm ngày thứ ba, Liễu Minh mới tỉnh lại với tinh thần vô cùng phấn chấn. Thời gian tiếp theo, hắn đi một chuyến đến phường thị trong tông môn, mua sắm một ít phù lục và đan dược cần thiết để tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công. Sau đó liền lập tức trở về động phủ, bế quan tu luyện môn công pháp này. Hiện tại, hắn đã cô đọng thành công tu di hư không kiếm phôi, chuyện quan trọng tiếp theo chính là phải nhanh chóng tăng cường tu vi pháp lực của bản thân. Phải biết rằng, lúc này thời hạn hấp thu pháp lực của bong bóng khí thần bí bên trong cơ thể hắn cũng không còn nhiều lắm. Nhưng tại thời điểm Liễu Minh đang bế quan, ở bên trong những đệ tử ngoại môn lại bắt đầu lưu truyền một ít lời đồn đại. Ở bên trong ngoại điện của Huyền Điện, lúc này đã là chính ngọ vào giữa trưa. Rất nhiều đệ tử đang tụ tập ở nơi này để lựa chọn nhiệm vụ ngoại bảng, vì con đường tu luyện sau này mà cực khổ tích góp từng chút điểm cống hiến. Trương Sư Huynh, ngươi có nghe được chuyện mà gần đây mọi người đồn đại không? Một gã đệ tử bình thường tướng mạo có chút hèn mọn nhỏ giọng hỏi đồng bạn ở bên cạnh. Ngươi muốn nói đến chuyện gì? Trương Sư Huynh không hề rời mắt khỏi Huyền Bảng hỏi lại. Ngươi không biết gì sao? Thiên Tàn đồng tử đứng ở vị trí hơn 100 trên sinh tử đơn ngoại môn đã vẫn lạc. Nghe nói người giết hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn mới nhập môn. Gã đàn ông bỉ ổi lặng lẽ cười cười nói. Thiên Tàn đồng tử, lại có, người giết được kẻ này. Trương Sư Huynh hiển nhiên biết rõ Thiên Tàn đồng tử, rốt cục rời ánh mắt khỏi Huyền Bảng, vội vàng hỏi. Dĩ nhiên chắc chắn 10 phần, hôm qua lúc ta đến núi Nam Bàn làm nhiệm vụ đã chính tai nghe được từ chỗ Ngạn Sư Huynh. Ngạn Sư Huynh cùng với Tuyết Sư Tỷ còn có mấy đệ tử ngoại môn mới nhập môn khác cùng nhau đi sơn mạch Hắc Dương săn yêu thú, vô tình gặp phải Thiên Tàn đồng tử.
Sau một hồi chém giết, bọn người Ngạn sư huynh không địch lại, còn có ba người táng mạng trong tay tên yêu nhân này. Gã đàn ông hèn mọn thấy người kia nổi lên hứng thú liền tỏ vẻ khoe khoang, nói mau, sau đó như thế nào? Trương sư huynh còn chưa lên tiếng, ở bên cạnh đã có một người khác không nhịn được mở miệng dò hỏi. Đám người xung quanh nghe thấy vậy cũng từ từ tụ tập lại. Gã đàn ông có gương mặt hèn mọn bỉ ổi nhìn thấy nhiều người như thế chú ý đến hắn, lúc này tinh thần chấn động. Sau khi ho khan một tiếng, gã mới tiếp tục đắc ý nói đến tình hình lúc ấy, quả thật là vạn phần nguy cấp. Hai người Ngạn sư huynh đã gần như đến bước đường cùng, bỗng nhiên một tiếng gầm vang lên. Một người trẻ tuổi mặc quần áo phục sức đệ tử ngoại môn lao tới như gió, đồng thời khoát tay thả ra một món linh khí ánh lên kim quang. Về phần món linh khí đó là cái gì, Ngạn sư huynh cũng không nhìn thấy rõ. Tóm lại là chỉ cần giơ tay nhấc chân, tên thiên tàn đồng tử kia liền bị cắt thành 17-18 khối, không có chút sức phản kháng. Gã đàn ông hèn mọn nói chuyện mà nước miếng văng tung tóe, cứ như người động thủ chính là gã, cũng không hề nể mặt mũi những người xung quanh. Lão Vu, cái tính nghiện kể chuyện của ngươi lại nổi lên hả? Ngươi từ đâu nghe được chuyện cười này vậy? Đúng đấy, tên thiên tàn đồng tử kia là loại người giảo hoạt như thế nào? Ngay cả Chu sư huynh bài danh 30 vị trí đầu trong số đệ tử ngoại môn từng truy tìm tung tích y bấy lâu cũng không thể tìm được. Đúng vậy, y như thế nào lại khinh địch mà chết như vậy, lại còn chết dưới tay một đệ tử ngoại viện vừa mới nhập môn. Những điều ta nói đều là sự thật. Các ngươi nếu không tin có thể đến hỏi Ngạn danh sư huynh thử xem. Gã đàn ông bỉ ổi gân cổ cãi lại. Những đệ tử Thái Thanh Môn ở gần đó nghe vậy cũng nửa tin nửa ngờ. Cùng một thời gian, bên trong một tòa động phủ nào đó, ba gã nam tử mặc quần áo phục sức của đệ tử ngoại môn đang ngồi một chỗ uống trà luận đạo. Trong ba người này, người ngồi ở vị trí chủ tọa là một nam tử thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi, lông mày như kiếm, ánh mắt sắc bén. Nếu có đệ tử ngoại môn nào đó ở đây liền có thể nhận ra người này đúng là kẻ đứng ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng đệ tử ngoại môn, Vương Thiên Hằng. Vương huynh, nghe nói thiên tàn đồng tử được treo thưởng trên sinh tử đơn hơn 10 năm nay, cuối cùng cũng đền tội rồi. Một nam tử có dáng người to lớn ngồi đối diện Vương Hằng nói. Người này có khuôn mặt ngay ngắn, chẳng qua trên cằm râu ria xồm xoàm, tựa hồ thật lâu cũng không có để ý đến bộ dạng của mình. Tên yêu nhân này sát hại nhiều đệ tử của Thái Thanh Môn ta, tại hạ từ lâu đã muốn ra tay diệt trừ. Chỉ ngặt một nỗi chưa có thì giờ nhàn rỗi, vậy mà lại có người ra tay trước, không biết đó là người phương nào. Vương Thiên Hằng nâng chung trà lên uống một hớp sau đó chậm rãi nói ra. Nghe nói là một gã tử ngoại môn của Phiêu Hồng Viện mới gia nhập tên là Liễu Minh. Hoa sư huynh cũng là đệ tử của Phiêu Hồng Viện, chắc hẳn cũng đã biết việc này. Nam tử mặt đầy râu mỉm cười, nói với một thanh niên đang ngồi ở phía kia. Người này nhìn qua cũng chỉ mới hơn 25 tuổi, nhưng mà đầu tóc lại nửa trắng nửa đen, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Đúng vậy, ta lúc trước cũng có nghe một vài sư đệ nhắc đến chuyện này. Nếu kẻ này quả thật có thể một mình giết chết thiên tàn đồng tử, thực lực xem ra cũng không phải bình thường. Vị hoa sư huynh này liếc nhìn Vương Hằng, cười mà như không cười nói ra. Vương Thiên Hằng nghe vậy sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, tất cả đều chỉ là lời đồn nhảm mà thôi. Trước thực lực tuyệt đối, một gã đệ tử mới nhập môn có thể coi là gì? Nam tử đầy râu và hoa sư huynh liếc nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng quay đầu đi, tiếp tục uống trà. Đối với những lời bàn tán ở bên ngoài này, Liễu Minh dĩ nhiên không hề hay biết, mỗi ngày giống nhau đều bế quan trong động phủ, tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công. Thẳng đến một ngày vào 2 tháng sau, một đạo độn quang thanh sắc lóe lên ở phía chân trời sau đó đáp xuống trước động phủ của Liễu Minh. Thanh quang thu vào, lộ ra một thiếu nữ trẻ tuổi, không ngờ chính là cô gái tên là Long Nhan Phỉ kia. Lúc Liễu Minh một lần nữa nhìn thấy vị Long sư tỷ này, hắn cảm thấy có chút giở khóc giở cười. Cô gái từ lần từ biệt trước, trong thời gian 2 tháng, cơ hồ cứ cách 10 ngày lại đến đây. Nàng ở lại cũng không lâu, lúc nói về chuyện tu luyện cũng chỉ câu có câu không, mà lời cuối cùng bao giờ cũng là muốn mời hắn đến Ngân Tuyển Cốc một lần. Lúc này, sau khi một cô gái một lần nữa đưa ra lời mời, Liễu Minh cân nhắc một chút rồi cũng đành gật đầu đáp ứng. Cô gái xinh đẹp này nghe vậy tự nhiên mừng rỡ. Sau đó chỉ thấy hai người cưỡi mây bay về một nơi ở hướng Nhạn Linh Sơn. Mà từ khi chuyện thiên tàn đồng tử truyền ra ngoại viện, Liễu Minh ở trong số đệ tử ngoại môn cũng coi như có một chút danh tiếng. Tuy bình thường hắn chỉ ru trong nhà,
nhưng cứ liên tiếp được một vị nội môn đệ tử sư tỷ có dung mạo xinh đẹp như vậy tìm đến cũng khiến cho không ít người chú ý. Lúc này cảnh hắn và Long Nhan Phỉ cùng nhau rời đi lại bị vài tên đệ tử ngoại môn vừa đi ngang qua nhìn thấy, tự nhiên tin tức nhanh chóng lan truyền ra, dẫn đến một hồi xôn xao bàn tán. Trong một động phủ trên Phiêu Miểu Phong, nói như vậy, Long, sư muội lại đi tìm tiểu tử gọi là Liễu Minh kia, hai người còn cùng nhau rời đi. Tại đại sảnh bên trong động phủ, một thanh niên nam tử mặc quần áo phục sức đệ tử nội môn đang ngồi trên một chiếc ghế. Gã có khuôn mặt anh tuấn, nhưng sắc mặt lại vô cùng nghiêm chỉnh âm trầm. Đúng vậy, việc này có mấy tên sư đệ ở Phiêu Hồng Viện tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối là thật. Đứng trước người thanh niên nam tử là một gã nam tử thấp bé mặc phục sức đệ tử ngoại môn có vẻ mặt kính cẩn, hiển nhiên là có chút sợ hãi vị đệ tử nội môn này. Chát, cái chén ngọc trong tay thanh niên nam tử bị y dùng sức bóp nát hóa thành bột mịn nhao nhao rơi xuống sàn. Cùng lúc đó, sau khi Liễu Minh theo Long Nhan Phỉ bay qua vài tòa sơn mạch cao thấp khác nhau, trước mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, một tòa tiểu cốc màu xanh biếc hiện lên. Một nửa sơn cốc ước chừng đều bị một hồ nước màu lam nhạt chiếm cứ. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên mặt hồ có một tầng sương mù trắng nhàn nhạt bao phủ. Mà ở vị trí trung tâm của hồ, lại có một con suối khổng lồ không ngừng tuôn trào làm cho người ta rất dễ chú ý, ở cách thật xa vẫn có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Dòng nước bắn lên cao chừng mấy trượng, dưới ánh mặt trời chiếu xuống lóe ra từng tia sáng màu bạc óng ánh, bốn phía lại có sương trắng lượn lờ, quả là vô cùng thần diệu. Không cần đoán cũng biết nơi đây chính là Ngân Tuyền Cốc mà Long Nhan Phỉ đã nói. Một lát sau, hai người Liễu Minh đã hạ xuống dưới miệng cốc, sau đó đi dọc theo một con đường mòn uốn lượn về phía trong cốc. Sau khi hai người đi qua một chiếc cầu bằng đá liền đến trước một gian nhà tranh đơn sơ. Bên cạnh nhà tranh là một mảnh dược điền rộng gần một mẫu, bên trong gieo vài loại linh thảo đặc biệt, ở phía sau thì có một cây cổ thụ kết đầy trái màu trắng. Mà ở một phía khác lại có một cái đình viện nho nhỏ, trong đình viện ngoại trừ một chiếc bàn đá cùng với vài chiếc ghế, đáng chú ý chỉ có mấy bồn hoa màu đỏ. Nơi này chính là Ngân Tuyền Cốc ở khá nổi danh ở Vạn Linh Sơn rồi. Các bạn đang nghe truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 483, Hoài nghi. Long Nhan Phỉ khẽ giơ tay lên, một gian nhà tranh liền tự động mở ra, sau đó nàng nhẹ nhàng bước chân vào phòng. Liễu Minh đi theo sát phía sau. Liễu sư đệ, xin hãy đợi một chút, ta đi thông báo cho tổ mẫu trước. Long Nhan Phỉ sau khi mời Liễu Minh ngồi xuống liền đi về phía sau căn nhà cỏ. Liễu Minh gật đầu nhẹ. Sau khi nhìn qua một chút, hắn phát hiện căn phòng này cũng không lớn, chiều dài tầm 5-6 trượng. Trong phòng tuy bày biện đơn giản nhưng cũng khá đầy đủ, hiển nhiên đây chính là nơi để tiếp khách. Mà ở trên một bức tường trong phòng có treo một bức họa cổ khiến hắn chú ý. Người trong bức họa là một thanh niên nam tử tư thế oai hùng, trên người mặc đạo bào màu xanh, lưng đeo một thanh trường kiếm không vỏ, quanh thân thể lượn lờ khí đen nhàn nhạt, hai hàng lông mày toát ra một tia lăng lệ ác liệt, mơ hồ lộ ra một loại cảm giác áp bách. Khục, một tiếng ho nhẹ đã cắt đứt ánh nhìn của Liễu Minh. Long Nhan Phỉ đưa một trung niên phu nhân đang ngồi trên xe lăn tiến vào. Tổ mẫu, đây chính là Liễu sư đệ, đệ tử của Lục Âm Cao tổ phụ. Long Nhan Phỉ nhẹ giọng nói với trung niên phu nhân, vãn bối Liễu Minh bái kiến tiền bối. Liễu Minh thấy vậy vội vàng đứng dậy chắp tay thi lễ với vị phu nhân này. Ánh mắt hắn thoáng nhìn xuống thình lình phát hiện vị tổ mẫu của Long Nhan Phỉ ở trước mắt này đúng là một vị phu nhân có phong thái hết sức xinh đẹp. Chẳng qua là dưới chiếc váy một mảnh trống rỗng, đã không còn hai chân, mà từ khí tức không hề che giấu trên người lộ ra tu vi đã đạt đến hóa tinh kỳ. Phỉ nhi, mau đi chuẩn bị trà cho khách nhân. Vị phu nhân này mỉm cười gật đầu ý bảo Liễu Minh ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía Long Nhan Phỉ rồi nói. Long Nhan Phỉ nghe vậy liền xoay người, một lần nữa rời gót về phía phòng trong. Liễu sư điệt, cao tổ phụ của ta Lục Âm chân nhân ngày đó ngoài ý muốn bị cuốn vào không gian phong bạo. Theo như lời ngươi kể lại tựa hồ đã phiêu bạt đến một nơi gọi là Đại Lục Vân Xuyên, cũng tại đó sáng lập ra Man Quỷ Tông. Ngươi có thể nói rõ chi tiết cao tổ phụ vì sao lại thu ngươi làm đệ tử được không? Vị phu nhân này không nhanh không chậm nêu ra câu hỏi. Bẩm báo tiền bối, Lục Âm tổ sư năm đó đúng là sáng lập nên Man Quỷ Tông. Nhưng vào thời điểm vãn bối tiến vào tông môn, tổ sư đã sớm đằng vân giá hạc về cõi tiên được mấy trăm năm.
Hơn nữa vãn bối cũng chỉ được sư phụ và trưởng môn kể lại, hiểu được một ít chuyện của tổ sư. Liễu Minh thật thà đáp lại. Nói như vậy, ngươi chẳng qua là bái nhập môn hạ Man Quỷ Tông, nếu thế công pháp Long Hổ Minh Ngục Công mà ngươi sở tu là như thế nào mà có được, chẳng lẽ ngươi được hậu nhân của tổ sư truyền thụ? Vị phu nhân này nghe vậy, ngữ khí vẫn như trước không nhanh không chậm, nhưng ánh mắt lại hiện lên một điểm khác thường. Lục Âm tổ sư cũng không truyền thụ bất cứ công pháp nào của Thái Thanh Môn cho hậu nhân ở Man Quỷ Tông mà lưu sở học cả đời của người lên một khối lưu ảnh bích để đời sau tham khảo. Vãn bối cũng là trong một lần ngẫu nhiên khi nghiên cứu lưu ảnh bích phát hiện được một đám thần niệm do tổ sư lưu lại. Bởi vì lúc ấy năng lượng còn lại của lưu ảnh bích không nhiều, có khả năng hoàn toàn biến mất bất cứ lúc nào. Nên dưới tình huống đó, Lục Âm tổ sư bèn truyền thụ cho vãn bối Long Hổ Minh Ngục Công cũng như nói ra một ít chuyện có quan hệ đến Thái Thanh Môn. Hy vọng vãn bối nếu có cơ hội có thể mang tin tức kia về bổn tông. Liễu Minh tâm niệm hơi đổi, tựa như vẫn thực sự chậm rãi nói chuyện, nhưng sự tình Thái Cương kiếm phôi hắn lại không hề nhắc đến. Một chữ, lúc này, Long Nhan Phỉ mới bưng đến một ly trà. Liễu sư đệ, mời dùng trà. Linh trà này do ta tự tay gieo trồng, có chút tác dụng đối với việc tinh tiến pháp lực. Long Nhan Phỉ đặt chén trà ở trên bàn trước mặt Liễu Minh rồi trở về đứng ở sau lưng người phụ nữ trung niên. Đa tạ Long sư tỷ. Liễu Minh không dám lãnh đạm khách khí đáp một câu, sau đó mở nắp chén trà ra nhấp một ngụm. Một mùi thơm mát lập tức lan tỏa trong miệng khiến hắn cảm giác tinh thần chấn động. Liễu Hiền Chất, khi trao đổi với đám thần niệm của tổ phụ ta, ngươi có từng nghe qua sự tình kiếm phôi chi linh? Hoặc là ở trong Man Quỷ Tông có hay không nghe được tin đồn tương tự? Đôi mắt đẹp của vị phu nhân này lóe sáng, sau đó lại hỏi về chuyện kiếm phôi chi linh. Liễu Minh nghe vậy trong lòng cả kinh nhưng vẻ mặt lại không hề thay đổi, lập tức lên tiếng phủ nhận, Lục Âm tổ sư chưa hề đề cập đến chuyện này. Trung niên phu nhân nghe được câu trả lời của Liễu Minh, đôi mắt đẹp lại đảo một cái nhưng không tiếp tục gặng hỏi. Chẳng qua chỉ tỏ vẻ ôn hòa tiếp tục hỏi thăm họ Liễu một ít sự tình khác của Lục Âm tổ sư. Sau mấy canh giờ, Long Nhan Phỉ liền tiễn Liễu Minh rời khỏi sơn cốc. Phi Nhi, người tên Liễu Minh kia đã đi rồi. Vị phu nhân xinh đẹp này dường như đang nhìn lên bức họa trên tường mà suy ngẫm, thấy Long Nhan Phỉ vừa bước vào gian nhà cỏ liền mở miệng hỏi. Bấm báo tổ mẫu, con đã tiễn hắn rời khỏi sơn cốc, cũng xác định người đã đi rồi mới trở về đây. Long Nhan Phỉ cung kính trả lời. Cao tổ mẫu của ngươi năm đó trước khi tọa hóa đã có di ngôn, Lục Âm cao tổ phụ của ngươi trước lúc mất tích rời đi đã bắt đầu cô đọng Thái Cương kiếm phôi. Hơn nữa bởi vì người hướng đến cũng không phải là con đường kiếm tu cho nên ý định lúc đó là muốn chuẩn bị kiếm phôi này cho hậu nhân, bản thân tuyệt sẽ không lấy ra sử dụng. Liễu Minh này nếu như lúc trước gặp được một đám thần niệm do Lục Âm cao tổ phụ lưu lại, cao tổ phụ ngươi cũng truyền thụ Long Hổ Minh Ngục Công cho hắn, như thế nào lại không đề cập đến sự tình trọng yếu như kiếm phôi chi linh? Vị mỹ phụ nhướng mày, tỏ vẻ ngưng trọng rồi nói. Tổ mẫu, theo ta quan sát vừa rồi khi Liễu sư đệ trả lời vấn đề này thần sắc khá bình tĩnh, có lẽ không giống như đang nói dối. Đôi mi thanh tú của Long Nhan Phỉ cau lại, nàng đáp lời. Chính vì biểu hiện của hắn quá mức bình tĩnh mới càng làm cho người ta nghi ngờ. Phi Nhi, sau này ngươi nên nghĩ cách tiếp xúc với Liễu Minh nhiều hơn, tìm xem có cơ hội moi ra tung tích của kiếm phôi chi linh hay không. Lời nói trung niên phu nhân mang theo một chút ngữ khí ra lệnh. Vâng, Phỉ Nhi đã biết. Long Nhan Phỉ nghe vậy lập tức đáp ứng. Liễu Minh lúc này đang trên đường cưỡi mây bay đi. Lúc trước trong khi nói chuyện hắn tự nhiên cũng đã mơ hồ nhận ra vị trung niên mỹ phụ kia có hoài nghi đối với mình. Nhưng dưới loại tình hình này, hắn đương nhiên cũng không thể giải thích thêm gì cả. Cứ mải miết suy nghĩ như thế, hắn tựa hồ lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức biến đổi pháp quyết, phá không bay về một phía khác. Ước chừng thời gian uống một chén trà, Liễu Minh đã đi tới bên ngoài một tòa đại điện ở trên một ngọn núi màu xám trắng. Đại điện này có vẻ được xây xong chưa lâu, to khoảng chừng trăm trượng, toàn bộ do một khối đá xám trắng khổng lồ tạo thành. Vạn sự điện, Liễu Minh nhìn qua bảng hiệu được sơn chữ treo ở phía trên cửa điện, thấp giọng thì thào tự nói một câu. Cái gọi là vạn sự điện, kỳ thật chính là nơi chuyên cung cấp một ít đan dược phù lục cho các đệ tử. Những đan dược phù lục từ cấp thấp cho đến cấp cao ở trong đó đều có thể đổi được bằng điểm cống hiến. Trong lòng của hắn khẽ động, chậm rãi đi vào. Trong đại điện lúc này ước chừng có mấy chục người mặc trang phục dành cho các đệ tử Thái Thanh Môn, lúc này đang tụng năm tụng ba xung quanh vài tên chấp sự đệ tử.
hoặc đang đổi lấy những phù lục đan dược cần thiết, hoặc đang châu đầu ghé tai nghe ngóng điều gì đó. Tần sư đệ, nghe nói Phiêu Miểu Phong các ngươi gần đây nhất đã thu được một vị đệ tử nội môn cực kỳ xinh đẹp, việc này có thật hay không? Cách đó không xa, một đại hán dáng người khôi ngô mặc phục sức đệ tử nội môn đang hỏi một thanh niên mặc áo bào xanh phong thái từ tốn ở bên cạnh. Quả thật có việc này, ta cũng chỉ nghe được từ miệng của một vị đồng môn sư huynh. Nghe người kia miêu tả, cô gái này vẻn vẹn chỉ mới 20 tuổi, làn da nõn nà, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Mấy ngày trước đây ta mới trong lúc vô tình thấy nàng cưỡi mây bay qua. Theo ta thấy dung mạo như tiên trên trời mới là đánh giá đúng nhất về nàng. Người thanh niên kia nói đến đây, trên mặt đã sớm hiện ra vẻ si mê. Nghe nói nàng kia có được thiên yểm chi thể trong truyền thuyết, có thể khiến cho người khác vô thanh vô tức lâm vào mê hoặc. Ngươi không phải là chúng thuật này rồi đấy chứ? Chàng hán thấy thanh niên lộ vẻ si mê như vậy, vội vàng vỗ vỗ bả vai thanh niên. Thiên yểm chi thể. Lúc chàng hán nói ra bốn chữ này, Liễu Minh đang dạo bước đi vào trong điện bỗng nhiên cảm thấy sững sờ. Người mà bọn họ nhắc đến có lẽ chính là Già Lam. Chẳng qua hắn không nghĩ đến nàng có thể bái nhập Phiêu Miểu Phong, lại còn dễ dàng trở thành đệ tử nội môn như vậy. Đa tạ thương sư huynh đã nhắc nhở, nhưng cho dù vị sư muội này không có thiên yểm chi thể, chỉ riêng dung mạo thôi cũng đủ khiến cuộc đời ta điên cuồng. Thanh niên nam tử lúc này mới lắc đầu, gượng cười trả lời. Liễu Minh trong lòng tuy rằng có chút kinh ngạc nhưng thần sắc lại không hề thay đổi đi về hướng một gã chấp sự đệ tử chịu trách nhiệm đổi đan dược. Một thời gian sau, Liễu Minh rời khỏi Vạn Sự Điện. 5.000 điểm cống hiến vốn vẫn còn thừa đều bị hắn đổi thành các loại đan dược có thể tăng tiến tu vi cho. Cảnh giới ngưng dịch, hắn nhìn mấy cái bình nhỏ trong túi, gật nhẹ đầu tỏ vẻ hài lòng sau đó bấm niệm pháp quyết, một đám mây đen hiện ra dưới chân đưa hắn bay về phía động phủ. Sau khi trở lại động phủ, Liễu Minh liền chuẩn bị sơ qua một tí, sau đó treo biển từ chối tiếp khách ở trước của động phủ, quay vào mật thất bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Thời gian trôi qua cực nhanh, bất chi bất giác Liễu Minh đã có một năm chưa từng rời khỏi động phủ. Mới đầu, Long Nhan Phỉ cứ cách mỗi 10 ngày nửa tháng đều đến tìm hắn. Nhưng sau mấy lần liên tục nhìn thấy tấm biển từ chối tiếp khách của họ Liễu, dần dần nàng đổi thành 2-3 tháng mới đến một lần, tuy nhiên mỗi lần đến đều mất hứng mà trở về. Đối với chuyện này, Liễu Minh đương nhiên không hề hay biết. Một ngày nọ, ở mật thất trong động phủ, Liễu Minh đang ngồi khoanh chân, quanh thân lượn lờ hắc khí vô cùng nồng đậm. Sau khi làn khí đen dưới một hồi kịch liệt cuộn lên, bỗng nhiên từ một phân thành hai đám sương mù tối om. Sương mù vừa mới dựng nên, một hồi tiếng rồng ngâm hổ giống liền nương theo đó truyền ra. Hai đám sương mù màu đen lại biến ảo thành một con giao long màu đen dài hơn 10 trượng và một con hổ lớn màu đen lượn lờ truy đuối nhau ở trong mật thất. Mà màn sương mù màu đen dựng đứng trước người Liễu Minh lại không ngừng dung nhập vào bên trong giao long và cự hổ khiến cho thân hình cả hai dần dần trở nên ngưng thực. Nương theo cảnh tượng du tẩu không ngừng của vụ long vụ hổ, thân hình của chúng thình lình to hơn so với lúc trước không ít. Bỗng thấy vụ giao màu đen nhe nanh múa vuốt khiến từng tiếng xé gió nổi lên, dẫn đến sương mù ở bốn phía cuồn cuộn một hồi. Mà cự hổ màu đen thì bốn chân sinh ra gió, những nơi nó đi qua đều nổi lên từng cơn chấn động. Một lúc sau, Liễu Minh đột nhiên trợn tròn hai mắt, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Sau đó thân thể tay chân của hắn bỗng phát ra từng trận tiếng nổ đùng đùng, cơ thể hắn vậy mà tăng vọt thêm hơn nửa trượng. Thân hình của vụ giao và vụ hổ tức thì rút nhỏ đi gấp bội, đồng thời lại càng ngưng thực rõ ràng hơn, bắt đầu du tẩu bất định xung quanh cơ thể hắn. Thân hình Liễu Minh lúc này đã lớn hơn một trượng, cơ bắp toàn thân nổi lên cuồn cuộn, bên ngoài cơ thể răng đầy sừng rồng gân hổ. Đồng thời cả người hắn dưới hắc long và vụ hổ quấn quanh bỗng tản mát ra một cỗ khí tức như hung thú khiến người ta khiếp sợ. Đôi mắt hắn họ Liễu lập lòe tinh quang, hai tay đột nhiên cử động, vụ long vụ hổ lại một lần nữa bay lên hội tụ giữa không trung. Sau đó hóa thành hai luồng sương mù màu đen chui vào bên trong thiên linh cái của hắn. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 484 Bí mật dị tộc. Đến lúc này, tầng thứ hai của Long Hổ Minh Ngục Công cuối cùng cũng đã luyện thành. Liễu Minh nắm chặt hai tay, bất ngờ cảm giác được cường độ thân thể và khí lực đều tăng lên hơn 1/3 so với lúc trước. Tuy vậy, Liễu Minh khẽ nhíu mày, ánh mắt lập lòe bất định, sắc mặt lộ ra vẻ do dự.
Mặc dù đã tu thành tầng thứ hai của Long Hổ Minh Ngục Công nhưng tu vi của hắn vẫn còn cách thời điểm đột phá ngưng dịch hậu kỳ một đoạn. Mấy ngày sau đó, Liễu Minh cũng không nóng lòng rời khỏi động phủ mà tiếp tục ở lại mật thất củng cố tầng thứ hai Long Hổ Minh Ngục Công, đồng thời tìm kiếm cơ hội đột phá bình cảnh. Nhưng vào thời điểm hắn đang chuyên tâm tu luyện, lệnh bài tông môn trong tay áo lại đột nhiên rung động không ngừng. Sau khi hắn lấy lệnh bài ra khỏi tay áo rồi rót pháp lực vào, một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên. Tiếp theo đó một câu truyền tin nhàn nhạt vang lên, đệ tử ngoại môn thu được tin tức này, nhanh chóng tập trung tại đại điện Phiêu Hồng Viện. Mặc dù hắn không biết lần này triệu tập vội vã như vậy là vì chuyện gì, nhưng nếu không phải chỉ triệu tập một ít người, chắc chắn là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Liễu Minh vội phất tay áo thu hồi các loại đan dược ngổn ngang trên mặt đất, sau đó liền rời khỏi động phủ, phá không bay về phía Phiêu Hồng Viện. Chưa tới nửa canh giờ, Liễu Minh đã đến bên trong đại điện của Phiêu Hồng Viện. Lúc này, trong đại điện, 30 tên đệ tử ngoại môn đang hối hả tề tựu. Những đệ tử ngoại môn này thoạt nhìn phần lớn hết sức trẻ tuổi, người nhỏ tuổi chỉ khoảng 15-16 tuổi, mà lớn nhất cũng chỉ vẻn vẹn chừng 27-28 tuổi, tu vi từ ngưng dịch sơ kỳ đến hậu kỳ đều có đủ. Có người xì xào bàn tán, cũng có kẻ không ngừng đánh giá xung quanh, nhưng đa số đệ tử vẫn khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần. Mà vị phó viện chủ Lương Chiến Ca lúc trước Liễu Minh từng gặp lại đang đứng chắp tay ở bên cạnh vị trí chủ tọa, trên mặt không hề có chút biểu lộ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Liễu Minh thấy vậy, cũng tiêu sái bước về phía đám người, tìm một chỗ trống, đồng dạng khoanh chân ngồi, lẳng lặng chờ đợi. Thời gian tiếp theo, lại có hơn 10 tên đệ tử ngoại môn từ khắp nơi liên tục chạy đến, cũng yên lặng mà gia nhập vào trong đám người. Không bao lâu sau, số đệ tử trong đại điện đã có đến hơn 40-50 người, nhưng bởi vì phó viện chủ Lương Chiến Ca không lên tiếng, mọi người cũng đành phải tiếp tục chờ đợi. Trong những người tụ tập ở đây bất ngờ có cả hai người Ngạn Danh và Tuyết Vân. Hai người này vừa thấy Liễu Minh tự nhiên từ xa liền gật đầu tỏ ý chào hỏi. Lại qua thời gian uống nửa chén trà, một đạo độn quang màu xám bỗng nhiên từ đằng xa bay nhanh tới, đáp xuống trước cửa đại điện. Độn quang thu lại, hiện ra một lão giả mặc áo xám. Giang viện chủ. Phó viện chủ Lương Chiến Ca vốn vẫn im lặng không nói, tại thời điểm nhìn thấy lão giả bước vào trong điện, lập tức chắp tay hành lễ từ xa. Viện chủ, lời vừa thốt ra, đám đệ tử ngoại môn vốn đang khe khẽ trao đổi liền ngừng nói chuyện với nhau. Mà những người đang khoanh chân ngồi cũng nhao nhao đứng dậy, ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người vị viện chủ đột nhiên xuất hiện này. Liễu Minh cũng mở hai mắt ra đứng thẳng lên, theo hướng mọi người đang nhìn mà đánh giá vị viện chủ chưa từng gặp mặt kia. Chỉ thấy người này nhìn qua cũng tầm hơn 60 tuổi, trên cằm có một chòm râu dê dài chừng 3-4 tấc, thế nhưng sắc mặt lại hồng nhuận phơn phớt, trẻ trung lạ thường. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, lão giả vẫn tỏ vẻ điềm nhiên chậm rãi đi đến vị trí chủ tọa, quay người ngồi xuống. Các vị, lão phu Giang Trọng, chính là viện chủ của Phiêu Hồng Viện. Vài năm gần đây bởi vì có một vài sự vụ phải ra ngoài nên rất ít khi chính thức quản lý Phiêu Hồng Viện. Các ngươi cũng đều là đệ tử mới tiến nhập Phiêu Hồng Viện trong vòng 3 năm, tự nhiên cũng không có bao nhiêu người từng gặp qua lão phu. Lão giả áo xám vuốt chòm râu, nhàn nhạt nói ra. Đám người Liễu Minh dĩ nhiên vội vàng tiến lên chào hỏi, lão giả lại phất tay sau đó trực tiếp nói ra nguyên nhân lần này triệu tập mọi người. Lần này ta triệu tập các vị đến đây, thật ra là vì thi đấu nhỏ trong tông đã sắp bắt đầu. Dựa theo quy củ, đệ tử ngoại môn mới nhập môn nhất định phải tham gia một lần thí luyện nhập môn do 8 ngoại viện của bổn môn cùng cử hành. Sau khi thông qua mới có tư cách tham gia thi đấu nhỏ trong tông mỗi 3 năm một lần và thi đấu lớn 10 năm cử hành một lần, qua đó cũng được những đệ tử ngoại môn khác chính thức biết đến. Liễu Minh nghe được lời ấy, trong lòng khẽ giật mình. Khi hắn liếc nhìn qua những đệ tử ngoại môn ở xung quanh lại phát hiện ra ngoại trừ một số ít người trên mặt đồng dạng hiện lên vẻ kinh ngạc. Thân sắc phần lớn những người khác đều vô cùng bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm biết việc này. Thân sắc hai người Ngạn Danh Tuyết Vân cũng chấn định tự nhiên, dĩ nhiên cũng không phải lần đầu tiên nghe được sự tình thí luyện nhập môn này. Chẳng qua một gã dáng người to lớn dị thường, cao chừng 2 trượng, đồng tử hiện lên màu tím nhạt không giống như nhân tộc bình thường lại càng thu hút sự chú ý của Liễu Minh. Mà người thanh niên mắt tím này tựa hồ có thần thức vô cùng linh mẫn, lập tức quay đầu nhìn về phía hắn. Nhưng sau khi ánh mắt đối nhau một chút, lại tỏ vẻ điềm nhiên như không có việc gì xảy ra. Điều này khiến cho họ Liễu âm thầm có chút rùng mình. Ta đây cũng không nhiều lời thêm, đến lúc đó sẽ có người nói rõ cho các vị. Mặt khác,
Địa điểm thí luyện nhập môn lần này chính là Tiểu Viêm Giới. Ai tự nhận tu vi chưa đủ, hoặc là căn bản không muốn tham gia cuộc thi đấu nhỏ vào năm sau có thể lập tức rời khỏi, đợi 3 năm sau đến tham gia lần thí luyện tiếp theo. Sau khi lão giả dừng lại một chút, lại tiếp tục nói. Nghe được lão giả nói ra mấy chữ Tiểu Viêm Giới, đại bộ phận đệ tử lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó hưng phấn hẳn lên. Tốt rồi, bây giờ các ngươi có thể trở về, chuẩn bị một chút, 3 ngày sau lại tụ tập tại đây. Sau đó, chúng ta sẽ cùng với đệ tử nhập môn của 7 viện khác tiến về địa điểm thí luyện. Giang Trọng nói xong liền bảo mọi người rời đi, sau đó xoay người đi về phía sau đại điện. Phó viện chủ Lương Chiến Ca vội vàng đi theo. Kính chào Giang viện chủ. Chúng đệ tử trong điện thấy vậy liền khom người đưa tiễn. Lão giả họ Giang không hề quay lại, chỉ khoát tay một cái rồi cùng với Lương Chiến Ca dần dần biến mất ở phía cuối hành lang. Sau khi mọi người trước mặt nhau nhau rời đi, Liễu Minh liền tìm được 2 người Ngạn Danh và Tuyết Vân. Ngạn sư huynh, Tuyết Vân cô nương, Liễu Minh tiến lên 2 tay ôm quyền nói, Liễu huynh khách khí rồi. Ta chỉ lớn hơn có mấy tuổi, bọn họ mới xưng ta một tiếng sư huynh, chứ kỳ thực ta cũng chỉ là đệ tử ngoại môn mới bái nhập. Ngạn Danh vội vàng đáp lễ trả lời. Vì đã tận mắt nhìn thấy Liễu Minh chém giết Thiên Tàn đồng tử cho nên vị thanh niên vốn tâm cao khí ngạo này đương nhiên không dám chậm trễ chút nào. Cô gái tên Tuyết Vân ở một bên cũng vén áo thi lễ với Liễu Minh. Ngạn huynh, về việc thí luyện nhập môn và Tiểu Viêm Giới, tại hạ trước kia cũng chưa từng nghe nói qua, không biết Ngạn huynh có thể chỉ giáo một chút. Liễu Minh hỏi thẳng trực tiếp vào vấn đề. Liễu huynh cũng không hiểu rõ sự tình thí luyện cùng với Tiểu Viêm Giới ư? À, gần đây nhất trong nội viện có lời bàn tán về một người không tham gia khảo thí mà được chấp pháp điện trực tiếp đề cử vào bổn viện, chẳng lẽ chính là Liễu huynh? Ngạn Danh nghe vậy, vốn cảm thấy kỳ lạ, sau đó lại giật mình nhớ ra. Nếu như trong Phiêu Hồng viện không có tên đệ tử thứ 2 được chấp pháp điện đề cử thì người kia phải là Liễu Mỗ rồi. Liễu Minh nghe vậy, trả lời một cách bình tĩnh. Nếu nói như thế thì việc Liễu huynh không biết chuyện thí luyện cũng không quá kỳ quái. Thật ra cái thí luyện nhập môn này bắt đầu từ sau khi Thái Thanh Môn trải qua một hồi đại kiếp nạn hơn 1 vạn năm trước. Truyền thống này lưu lại chủ yếu vì mục đích khảo nghiệm năng lực ứng biến thực chiến của tân đệ tử. Tuy rằng thông thường nội dung thí luyện sẽ không quá khó khăn, nhưng vẫn có nguy cơ vẫn lạc. Mỗi lần thí luyện hầu như đều có vài tên đệ tử sơ ý thiệt mạng. Ngạn Danh giải thích cho Liễu Minh, thì ra là thế. Liễu Minh nghe đến đó, gật nhẹ đầu tỏ vẻ suy nghĩ. Tiểu Viêm Giới là một bí cảnh cực lớn mới được Thái Thanh Môn phát hiện hơn 100 năm trước, bên trong ẩn chứa nguyên khí thuộc tính hỏa nồng đậm đến cực điểm, cũng cho ra đời một ít hỏa linh. Hơn nữa, phần lớn cây cỏ và sinh vật nơi đó cũng mang thuộc tính hỏa, trong đó có vài loại linh tài vô cùng quý hiếm. Những đệ tử đã từng tiến vào khi nơi đó được chọn làm nơi thí luyện vài lần trước đều nhận được không ít chỗ tốt, mà những người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa càng nhận được lợi ích không nhỏ. Đương nhiên, những con hỏa linh kia tuy rằng linh trí không cao nhưng trời sinh đều có năng lực thao túng hỏa diễm kinh người. Tinh hạch của chúng càng là tài liệu luyện khí tuyệt hảo. Nếu có thể hàng phục 1-2 đầu thì cũng là thu hoạch thật lớn. Ngạn Danh sắc mặt nghiêm túc tiếp tục nói. Lúc Ngạn Danh nhắc tới từ hỏa linh, Liễu Minh trong lòng khẽ động. Không khỏi hồi tưởng lại cảnh tượng Vệ Trọng đối chiến với Già Lam tại hỏa diễm cốc ngày đó đã từng sử dụng cái gọi là tụ linh thuật để hóa thân thành hỏa linh màu đen. Tuy rằng cuối cùng Vệ Trọng thua trận, nhưng bí thuật huyền diệu này vẫn còn mới mẻ trong ký ức của hắn. Đa tạ Ngạn sư huynh chỉ điểm. Đúng rồi, hôm nay ta thấy có một đồng môn cao lớn đứng sau lưng 2 người. Ngạn sư huynh có biết lai lịch của người này hay không? Ta thấy 2 mắt của y màu tím nhạt, tựa hồ không giống với nhân tộc thông thường. Liễu Minh sau khi cảm ơn một tiếng bỗng nhiên nhớ ra gì đó, lại mở miệng hỏi. Nếu là người khác, tại hạ còn không quá rõ ràng. Nhưng người này lại khảo thí cùng một lúc với ta để trở thành đệ tử ngoại môn, ngược lại ta có biết rõ vài phần chi tiết. Người này tên là Tàng Huyền, hoàn toàn chính xác không phải là kẻ mang huyết mạch nhân tộc thuần túy. Cho nên y chẳng những có thực lực bất phàm, càng có thể dùng 2 mắt để thi triển một ít bí thuật huyền diệu của Tử Mâu tộc. Ngạn Danh sau một phen suy tính, cũng không hề có ý tứ giấu giếm, thản nhiên trả lời. Huyết mạch dị tộc, Liễu Minh nghe vậy có chút kinh ngạc. Liễu huynh không cần phải kinh ngạc như thế. Cái gọi là dị tộc, kỳ thật cũng là một nhánh của nhân tộc mà thôi. Chỉ có điều bởi vì hoàn cảnh cũng như nơi sinh sống thậm chí công pháp tu luyện không giống nhau mới khiến huyết mạch trong cơ thể chậm rãi biến dị.
cho nên dị tộc mà những người bình thường nói đến phần lớn cũng xuất phát từ nhân tộc chúng ta. Mà Thái Thanh Môn cùng với đại đa số tông môn trên đại lục cũng không hề bài xích mà vẫn đối xử bình đẳng với những đệ tử nhân tộc có chứa một bộ phận huyết mạch dị hóa này. Hơn nữa, một ít đệ tử loại này có thiên phú đặc thù, bởi nguyên nhân càng thích hợp để tu luyện một vài loại công pháp, thậm chí lại càng được tông môn coi trọng. Mặt khác, bản thân những dị tộc xuất phát từ nhân tộc này phần lớn cũng có biểu hiện vô cùng hiền lành đối với nhân tộc, thậm chí vẫn xem mình như một thành viên của nhân tộc. Đương nhiên, yêu tộc, linh tộc cùng vài loại số ít dị tộc không có nguồn gốc từ nhân tộc vẫn bị các đại tông môn cảnh giác 10 phần, căn bản sẽ không tiếp nhận những kẻ này. Mà cho dù có phá lệ tiếp nhận thì cũng chỉ thu làm đệ tử bình thường, tuyệt không bao giờ truyền thừa tuyệt học chính thức của tông môn. Còn về phần những ma nhân tộc bị ma khí làm ô uế cùng với những ma vật bởi vì tu luyện ma công mà tẩu hỏa nhập ma, cho dù nguyên bản xuất thân từ nhân tộc nhưng lại chính là sinh tử đại địch với nhân tộc ta. Bất luận một gã nhân tộc nào nhìn thấy những kẻ ẩn chứa ma huyết này, tất nhiên sẽ ra tay chém giết, tuyệt đối không có lựa chọn thứ hai. Tuyết Vân dùng âm thanh dễ nghe nhanh chóng giải thích cho Liễu Minh. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 485, Tiểu Viêm Giới. Liễu Minh nghe đến đây cảm thấy hơi giật mình. Thì ra những người hải tộc và tinh viêm tộc lúc trước hắn gặp ở vực Thương Hải thoạt nhìn tuy là dị tộc nhưng cũng tính là một nhánh của nhân tộc. Còn những yêu tộc như Hải Yêu Hoàng trên ý nghĩa mới chính thức được xem là dị tộc. Về phần Già Lam tuy mang một nửa huyết mạch hải tộc nhưng vẫn có thể thuận lợi trở thành đệ tử của Thái Thanh Môn, nghĩ đến cũng là do nguyên nhân này. Thời gian tiếp theo, Liễu Minh cũng không tiếp tục trò chuyện thêm với hai người Ngạn Danh Tuyết Vân, sau khi nói vài lời khách khí liền cáo từ rời đi. Lúc trước hắn bế quan tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công đã tiêu hao gần hết phù lục và đan dược. Để chuẩn bị cho cuộc thí luyện nhập môn 3 ngày sau, hắn còn muốn đi đến phường thị trong tông một chuyến. 3 ngày sau, trong đại điện Phiêu Hồng Viện, những đệ tử nhập môn gần đây muốn tham gia thí luyện đều đã tụ tập đầy đủ. Trong những người này có kẻ bộ dáng kích động, tựa hồ 10 phần tin tưởng vào hành trình thí luyện tiếp theo. Thậm chí còn bất chợt cười nói với những người bên cạnh, cũng có người sắc mặt ngưng trọng, dáng vẻ nhìn qua vô cùng khẩn trương. Liễu Minh cũng đã sớm đến đại điện. Lúc này, hắn đang ở bên trong đám người, tùy ý trò chuyện cùng với hai người Ngạn Danh Tuyết Vân, đồng thời nghe ngóng một ít tin tức có quan hệ đến Tiểu Viêm Giới. Ngay lúc này, trong đại điện truyền ra những tiếng chân bước vô cùng trầm ổn, Giang Trọng mặc trang phục viện chủ vững bước đi ra, ánh mắt khẽ quét qua tất cả mọi người có mặt tại đây. Bái kiến viện chủ. Những đệ tử ngoại môn này thấy vậy tự nhiên không dám lãnh đạm, vội vàng hành lễ. Tốt rồi, thời gian cũng không sai biệt lắm, người nào không đến xem như từ bỏ thí luyện, đi thôi. Giang Trọng cũng không nói gì dài dòng, vung tay áo lên, một làn sương mù màu vàng nhạt tuôn ra cuốn lấy tất cả các đệ tử vào bên trong. Liễu Minh chỉ cảm thấy ánh sáng vàng lóe lên trước mắt, sau đó thân thể bỗng nhẹ hơn rồi nhanh chóng bị kéo đi. Đến khi hắn phục hồi tinh thần trở lại liền bất ngờ phát hiện mình đang dẫm lên một đám mây màu vàng khổng lồ. Xung quanh là những đệ tử khác, mà viện chủ Giang Trọng lại đang khoanh tay đứng ở phía trước đám mây. Hoàng Vân trong chớp mắt đã rời khỏi Phiêu Hồng Viện, bay về phía sâu trong Vạn Linh Sơn. Sau một canh giờ, Giang Trọng đã mang theo mọi người đi đến một ngọn núi bí ẩn được bao trùm bởi một tầng kết giới màu tím nhạt cực lớn. Giang viện chủ tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết xé mở một góc kết giới, đám mây khổng lồ lập tức bay vào trong. Liễu Minh chỉ cảm thấy ánh sáng tím lóe lên trước mắt, hư không mơ hồ. Một hồi sau đó liền nhìn thấy một ngọn núi cực kỳ to lớn. Một lát sau, đám mây màu vàng đáp xuống đỉnh núi. Lúc này, hắn mới nhìn thấy nơi này tọa lạc một đại điện đen kịt. Đại điện có vẻ ngoài cổ kính, bên trên không có lấy một tấm bảng hiệu, lộ ra vẻ bí ẩn. Mà cửa điện màu đen lại càng đóng chặt, xung quanh không hề có một người nào khác. Viện chủ Giang Trọng đợi toàn bộ mọi người đều đáp xuống mặt đất liền phất tay thu hồi đám mây màu vàng, sau đó đi đến trước cánh cửa gỗ, từ giữa hông lấy ra một miếng ngọc giản ấn vào trước cánh cửa. Nương theo tiếng động ù ù truyền đến, cửa điện màu đen từ từ mở ra, lão giả liền bước vào bên trong đại điện. Mọi người ở đây liếc nhìn nhau sau đó cũng theo sát lão giả tiến vào bên trong. Sau khi đi qua một đoạn hành lang ngắn, trước mắt mọi người sáng lên, một gian nội sảnh trống trải rộng hơn 10 trượng hiện ra. Ở chính giữa đại sảnh rõ ràng là một tòa pháp trận to lớn,
bên trên khắc những phù văn chằng chịt đủ loại màu sắc, bao trùm khắp phạm vi chừng hơn 10 trượng. Ở bốn phía pháp trận còn xây dựng 8 tòa đài cao độc nhất vô nhị, chiếm cứ 8 phương của pháp trận, cũng bao bọc pháp trận vào chính giữa. Mà 7 tòa đài cao trong số đó, trên mỗi tòa đã sớm tụ tập mười mấy tên đệ tử ngoại môn, hiển nhiên là những đệ tử mới nhập môn của 7 đại phân viện khác. Liễu Minh quét thần niệm qua một chút liền phát hiện những đệ tử này hầu hết đều có tu vi ngưng dịch sơ trung kỳ, đệ tử có cảnh giới ngưng dịch hậu kỳ thì rải rác không có bao nhiêu người. Về phần những đệ tử vẫn còn ở tu vi linh đồ kỳ, chắc hẳn bởi vì tu vi quá thấp, hơn nữa sẽ không tham gia thi đấu nhỏ 3 năm một lần, tự nhiên phần lớn cũng bỏ qua lần thí luyện này. Nhưng mà cho dù như thế, Liễu Minh vẫn phát hiện ra 7-8 tên đệ tử có tu vi linh đồ kỳ khiến cho nội tâm hắn có chút kinh ngạc. Ánh mắt của Liễu Minh ở trên những tất cả những người của phân viện khác đảo qua một vòng, sau đó rất nhanh bị 7 người đứng ở trước pháp trận hấp dẫn. Những người này hẳn là viện chủ của 7 viện khác rồi. Liễu Minh vừa theo mọi người đi đến tòa đài cao trống không còn lại kia, vừa cẩn thận đánh giá 7 vị viện chủ này. Trong những người này, ở gần pháp trận nhất là một lão giả có khuôn mặt tiều tụy, hai mắt trũng sâu. Một phu nhân dáng người xinh đẹp mỹ lệ mặc nghê y cùng với một trung niên nam tử mày kiếm mắt lang, thần tình trên mặt có chút hững hờ, tỏ vẻ người lạ không nên đến gần. Mà 4 người khác thì đứng cách xa pháp trận hơn một chút, đang thấp giọng trao đổi gì đó. Từ cách ăn mặc có thể nhận ra là 2 vị đạo sĩ và 2 người tục gia. 2 vị đạo sĩ là 2 nam tử, một người thoạt nhìn chỉ chừng 30 tuổi, mặc một chiếc đạo bào màu xanh, trên lưng đeo một thanh mộc kiếm đen xì. Người còn lại mặc đạo phục màu tử kim, trên ngực rủ xuống 3 sợi râu dài. Cặp mắt hình tam giác tròng trắng nhiều hơn tròng đen, thoạt nhìn có chút hèn mọn. Mặt khác, 2 người ăn mặc kiểu tục gia chính là một đôi nam nữ. Nam tử khoảng 40 tuổi, dáng người ục ịch, trên đầu đội một chiếc mũ tròn, bên hông đeo một chiếc bàn tính, thoạt nhìn giống như thương nhân trong thế tục. Nữ tử thoạt nhìn trẻ tuổi nhất trong 7 người, bộ dạng bằng tuổi với Liễu Minh, trên người mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, dung nhan cực kỳ xinh đẹp. 7 người này cộng thêm Giang Trọng đều toát ra khí tức sâu không lường được, cùng với Hải Yêu Hoàng mà lúc trước Liễu Minh từng nhìn thấy tương tự, hiển nhiên đều là tồn tại chân đan cảnh. Giang huynh, không ngờ hôm nay ngươi lại đến muộn. Nhìn thấy Giang Trọng mang theo một đám đệ tử Phiêu Hồng Viện chậm rãi đi đến phía dưới đài cao, vị nữ tử xinh đẹp vẻ mặt lộ ra biểu tình không kiên nhẫn nói. 4 người cách đó xa hơn một chút nhìn thấy Giang viện chủ đã đến, lúc này cũng ngừng nói chuyện với nhau, tiến lại gần pháp trận. Giang mỗ vì có chút chuyện trọng yếu nên đến chậm một chút, kính xin chư vị thứ lỗi. Giang Trọng nghe vậy, ra hiệu cho đám người Liễu Minh đứng nguyên tại chỗ, sau đó đi về phía pháp trận, nhàn nhạt nói ra. Chuyện quan trọng, chuyện gì còn quan trọng hơn thí luyện nhập môn? Trưởng môn quyết định lần thí luyện này tổ chức ở Tiểu Viêm giới. Đệ tử 7 viện chúng ta vì lần thí luyện này đã chuẩn bị trọn vẹn mấy ngày, riêng chỉ có Phiêu Hồng Viện các ngươi nhàn nhã tươi cười. Như thế cũng thôi đi, lúc này Giang huynh lại còn khoan thai đến chậm, có nên tìm lời giải thích một chút hay không? Vị nữ tử xinh đẹp tựa hồ rất bất mãn với việc Giang Trọng đến muộn, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Sáng nay tư đồ trưởng lão tự mình hạ lệnh cho gọi, lão phu tự nhiên không thể không chạy đi một chuyến. Đối mặt với dáng vẻ hùng hổ dọa người của nữ tử, Giang Trọng cũng không hề tức giận, không nhanh không chậm trả lời. Tư đồ trưởng lão, nữ tử xinh đẹp nghe vậy sắc mặt hơi đổi, khí thế lập tức thu liễm đi nhiều. Tốt rồi, hai vị cũng không nên vừa gặp nhau đã tranh cãi. Nếu như tư đồ trưởng lão triệu kiến Giang huynh tự nhiên là có sự tình trọng yếu. Mấy người chúng ta cũng không nên bêu xấu trước mặt đệ tử. Nam tử ục ịch ăn mặc kiểu thương nhân đang đi đến pháp trận thấy hai người ngôn ngữ không hòa thuận vội vàng lên tiếng khuyên giải, trên gương mặt tròn trịa tràn đầy vẻ tươi cười. Nếu như Giang huynh đã đến thì cũng không cần nói nhảm nữa, nhanh chóng bắt đầu thí luyện đi. Người vừa mở miệng chính là vị phu nhân xinh đẹp đứng bên cạnh Hoàng Mi lão giả. Bát đại ngoại viện của Thái Thanh Môn bình thường đều cạnh tranh lẫn nhau. Đặc biệt là kết quả thi đấu giữa đệ tử ngoại môn lại càng trực tiếp ảnh hưởng đến danh vọng trong tông môn của các viện chủ. Mà việc phân phối tài nguyên trong tông đều căn cứ vào bài danh của mỗi viện. Cho nên, quan hệ giữa 8 vị viện chủ đương nhiên cũng rất vi diệu. Trong khi mọi người đang nói chuyện, bỗng một đạo thân, ảnh nhoáng lên một cái. Nam tử mày kiếm vẫn một mực giữ im lặng đã bay đến trên đài cao, chắp tay đứng yên. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Nam tử ục ịch thấy vậy cười khan một tiếng, sau đó cũng thả người lao lên một tòa đài cao, tốc độ cực kỳ nhanh,
so với nam tử mày kiếm lúc trước cũng phải nhanh hơn vài phần. Những người còn lại tự nhiên gật đầu nhao nhao bay lên trời, từng người đứng ở từng tòa đài cao xung quanh pháp trận. Đồng thời mỗi người đều lật tay lấy ra một tấm lệnh bài màu đỏ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, lơ lửng trước người. Tám miếng lệnh bài ngay khi vừa xuất hiện liền hô ứng lẫn nhau đồng thời chớp động lóe sáng, tựa như vật có sinh mệnh vậy. Liễu Minh vẫn một mực âm thầm quan sát tám đại viện chủ. Chỉ thấy bọn họ tụ họp cùng một chỗ, bờ môi khẽ nhúc nhích, không có chút âm thanh nào phát ra ngoài, hiển nhiên là đã thúc giục loại bí thuật cách âm nào đó. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, sau đó hắn lặng lẽ thả ra một đám tinh thần lực quét về phía lệnh bài trước người Hoàng Mi lão giả. Thế nhưng thần thức của hắn vừa mới tiếp xúc liền bị một cỗ cấm chế vô hình bắn ra. Hoàng Mi lão giả tựa như cảm ứng được điều gì, ánh mắt liền nhìn về phía bên này. Liễu Minh trong lòng cả kinh vội vàng cúi đầu xuống. Hoàng Mi lão giả cũng không để ý thu hồi ánh mắt, sau đó ho nhẹ một tiếng rồi nói với mọi người, chư vị đệ tử ngoại môn nghe cho kỹ. Lão Phu là viện chủ Phong Lăng Viện, hiện tại ta liền giải thích sơ qua nội dung lần thí luyện này. Thí luyện lần này đúng như bọn ngươi nghe nói lúc trước được tiến hành ở bên trong tiểu viêm giới. Các đệ tử sau khi tiến vào tiểu viêm giới, vô luận dùng bất kỳ phương pháp nào, chỉ cần có thể lấy được 3 khối tinh thạch hệ hỏa thì xem như đã vượt qua. Mà lần thí luyện này có thời hạn 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, những gì lấy được ở bên trong tiểu viêm giới đều thuộc sở hữu của cá nhân, xem như là một loại chiếu cố đặc thù đối với những đệ tử mới nhập môn các ngươi. Những lần thí luyện về sau không còn chỗ tốt như vậy nữa. Mặt khác, quá trình thí luyện nhập môn không cấm các đệ tử cạnh tranh lẫn nhau nhưng mà nghiêm cấm ý định sát hại đệ tử khác. Một khi kẻ nào bị phát hiện lập tức hủy bỏ tu vi, trục xuất khỏi Thái Thanh Môn. Hoàng Mi lão giả nói đến chỗ này, trên người bỗng vô thanh vô tức phát ra một cỗ linh áp mạnh mẽ. Đám người Liễu Minh ở phía dưới lập tức cảm thấy một cỗ ma lực cực kỳ ngưng trọng áp xuống trước mặt. Một ít đệ tử có tu vi yếu kém liền đạp đạp lùi về sau vài bước, trong nội tâm hoảng sợ không thôi. Tiếp theo, chúng ta sẽ liên thủ thi pháp mở ra cửa vào tiểu viêm giới. Nhưng mà thiên địa nguyên khí ở bên trong rất cuồng bạo cho nên sau khi truyền tống vào bên trong, vị trí xuất hiện cũng không cố định. Tuy nhiên thời điểm các ngươi trở về lại rất đơn giản, một lát nữa mỗi người sẽ được phân phát cho một tấm ngọc phù. Chỉ cần bóp nát ngọc phù chúng ta sẽ lập tức cảm ứng được, thúc giục lực lượng cấm chế mang bọn ngươi cách không quay về. Hoàng Mi lão giả thấy phần lớn đệ tử ở dưới đài tỏ vẻ cực kỳ kính cẩn, ngữ khí liền dừng lại một chút, thu hồi linh áp, sau đó tiếp tục dặn dò. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 486, Hỏa Nha. Nguyên lực trong không gian của tiểu viêm giới rất đặc thù cho nên những người có tu vi ngoài hóa tinh kỳ không cách nào tiến vào địa phương này. Trong đó có một ít hỏa linh cường đại sở hữu thực lực không thua kém tu sĩ ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Tuy rằng bổn môn ngăn cấm đệ tử sát hại lẫn nhau, nhưng nếu như có người không cẩn thận bị yêu thú bên trong giết chết, môn phái cũng không thể quản được. Vì vậy vạn nhất các ngươi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, tốt nhất mau chóng bóp nát phù lục. Giang Trọng ở trên một tòa đài cao khác chợt tiếp nối câu chuyện, giọng điệu thản nhiên. Chúng đệ tử nghe vậy không khỏi rùng mình, tâm tình lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Ngay lúc này, Hoàng Mi lão giả vỗ nhẹ một tiếng ba, ngay lập tức liền có vài tên đệ tử chấp sự từ trong thông đạo đi ra, phân phát cho mỗi đệ tử ngoại môn một tấm phù lục màu trắng rộng 2 chỉ dài vài tấc. Bên trên ngọc phù ngoại trừ có khắc vài đường phù văn ngoằn ngoèo thì không có gì đặc biệt cả, cũng không cảm giác được chút chấn động pháp lực nào. Về phần địa đồ tiểu viêm giới, đám đệ tử Liễu Minh đã sớm chuẩn bị thật tốt. Họ liễu thoáng kiểm tra ngọc phù trong tay mình một chút. Sau khi cảm thấy không có vấn đề gì, hắn liền cất ngọc phù vào tu di loa một cách cẩn thận. Đợi phân phối ngọc phù xong, Hoàng Mi lão giả liền ra dấu tay với 7 vị viện chủ còn lại. Sau đó 8 người cùng nhau bấm niệm pháp quyết, 8 miếng lệnh bài lơ lửng trong không khí lập tức phát ra ánh đỏ ngày càng rực rỡ. Nương theo pháp quyết biến hóa của 8 vị viện chủ, một quầng sáng đỏ dần dần lóe lên, 8 miếng lệnh bài cũng sâu chuỗi lại với nhau. Vô số phù văn từ trong lệnh bài nhao nhao hiện ra bay về phía trên pháp trận. Chúng đan xen lẫn nhau ngưng kết thành một cái phù trận hình tròn cực lớn. 8 người đồng thời duỗi tay phải ra điểm một cái vào giữa không khí. Phù trận kêu phốc một tiếng rồi chụp xuống pháp trận phía dưới, tiếp đó nhanh chóng dung nhập không còn bóng dáng.
Sau một khắc, pháp trận khổng lồ nổi lên âm thanh ông ông. Một đám mây đỏ từ trong pháp trận bay vọt ra, nhanh chóng trần ngập bên ngoài pháp trận, khiến cho da thịt mọi người ở đây trong khoảnh khắc đều ánh lên sắc đỏ đậm. Theo ánh sáng đỏ lưu chuyển bên ngoài pháp trận, đệ tử ngoại môn ở những tòa đài cao xung quanh đều có thể cảm thấy không khí ẩn ẩn tản mát ra từng trận sóng nhiệt, cộng với một cỗ lực lượng bài xích dường như đẩy mọi người chậm rãi lùi về phía sau. Giang Trọng và các vị viện chủ lại đánh mấy đạo pháp quyết vào trước lệnh bài. Bên trong những tấm lệnh bài này lại một lần nữa bắn ra một cột sáng màu đỏ to như cánh tay, nhao nhao chiếu về phía pháp trận. Một hồi chấn động nhỏ rung lên trên mặt đất. Ánh sáng màu đỏ trong pháp trận lập tức quay cuồng, từng tiếng phốc phốc phát ra. Sắc đỏ nồng đậm sau khi quay cuồng một hồi lại lắng xuống, sau đó huyễn hóa ra một đôi bàn tay màu đỏ thật lớn. Trong tiếng động xé rách trầm thấp, hư không phía trên pháp trận bị hai bàn tay khổng lồ xé ra một thông đạo không gian đen kịt rộng chừng vài trượng. Đám đệ tử ngoại môn ở bốn phía không khỏi phát ra từng tiếng thán phục, khiếp sợ trước cảnh tượng kỳ dị trước mắt. Liễu Minh đồng dạng tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Tốt rồi, thông đạo đến tiểu viêm giới đã mở ra, các ngươi cứ 10 người một nhóm theo thứ tự tiến vào pháp trận. Lão Phu sẽ đưa các ngươi vào thông đạo. Âm thanh của Hoàng Mi lão giả từ trên đài cao truyền đến. Đệ tử bát đại phân viện nghe vậy không dám thờ ơ, lập tức trật tự đi vào pháp trận. Cứ mỗi một nhóm đệ tử ngoại môn tiến vào pháp trận, ánh sáng màu đỏ lại chớp lóe sáng tắt, sau đó thân hình bọn họ mơ hồ bị hút vào thông đạo màu đen không thấy bóng dáng. Rất nhanh, Liễu Minh và 9 đệ tử phiêu hồng viện khác cũng cùng tiến vào pháp trận. Một người trong đó chính là thanh niên tử nhãn dị tộc, Tàng Huyền. Ánh sáng màu đỏ nhấp nháy. Liễu Minh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hình ảnh trước mắt bắt đầu mơ hồ. Khi hắn lại mở mắt ra lần nữa liền bất ngờ phát hiện ra mình đã ở trong một thế giới màu đỏ sậm. Mà 9 người truyền tống cùng lúc với hắn đều ở gần đó, phần lớn đang hiếu kỳ đánh giá cảnh tượng kỳ dị ở bốn phía. Tiểu viêm giới, đúng như tên gọi, là một vùng đất cực nóng. Bốn phía toàn là núi đá cùng đất đai đỏ thẫm. Tầm mắt nhìn đến đám cỏ cây nóng cháy cũng trở nên vặn vẹo. Nếu như ngẩng đầu nhìn lên tinh không, màn trời bên trên cũng mang một màu đỏ thẫm mơ hồ. Tại đường chân trời lơ lửng vài đám mây màu đỏ, giống như những đóa hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt. Theo từng cơn sóng nhiệt cuồn cuộn trong không khí đập vào mặt, mọi người đều cảm giác được một hồi thiêu đốt nóng rát. Có hai gã đệ tử ngoại môn tu luyện công pháp vừa khéo lại bị hoàn cảnh nơi này khắc chế, sắc mặt càng trở nên khó coi. Vội bấm niệm pháp quyết phóng thích cương khí bảo vệ bản thân, đồng thời móc ra một tấm phù lục dán lên người. Liễu Minh mới vừa dừng lại liền phóng thần thức ra ngoài, điều tra hoàn cảnh xung quanh. Nhưng mà bọn hắn cũng xem như gặp may, ở gần đây ngoại trừ 10 người bọn họ cũng không có những sinh vật khác ẩn nấp. Điều này khiến họ Liễu âm thầm thả lỏng một chút, tâm niệm vừa động, bên ngoài cơ thể lập tức cuồn cuộn hắc khí. Những hắc khí này hình thành một tấm bình chướng, lập tức cách ly sóng nhiệt khỏi cơ thể hắn. Cùng lúc đó, trên người Tàng Huyền cũng nổi lên ánh sáng hoa mỹ màu tím ngưng kết thành một vòng bảo hộ. Đồng thời ánh mắt của y không ngừng nổi lên ánh sáng tím, hiển nhiên họ Tàng đang dò xét bốn phía xung quanh. Những người khác đồng dạng cũng đang thi pháp dò xét hoàn cảnh một phen. Chư vị, xem ra chúng ta đã đến bên trong tiểu viêm giới. Lúc trước các vị viện chủ cũng đã nói lần thí luyện này mỗi người chúng ta chỉ cần mang ra 3 viên tinh hạch hỏa linh liền xem như đã vượt qua. Vậy chúng ta không bằng cùng nhau hành động, các vị thấy thế nào? Trong số 10 người, một thanh niên mặc áo trắng thân hình cao lớn ho nhẹ một tiếng nói với những người còn lại. Đúng vậy, nghe nói hỏa linh trong tiểu viêm giới quả thật phi thường lợi hại. Chúng ta nếu nhiều người cùng nhau hành động có lẽ sẽ an toàn hơn nhiều. Dù sao thí luyện lần này cũng không có quy định phải đi săn tinh hạch một mình. Đề nghị của thanh niên áo trắng lập tức nhận được sự đồng ý của một nam tử cao gầy, người này lên tiếng phụ họa. Những người còn lại nghe vậy, trong lúc nhất thời lưỡng lự nhìn nhau, liên thủ, ha ha, thật là tức cười. Muốn liên thủ các ngươi hãy đi mà liên thủ, Tàng Mỗ cũng không phụng bồi nữa. Tàng Huyền nghe vậy, cười hắc hắc nói, sau đó quay người rời đi. Mỗi bước chân của gã đều phiêu động kéo dài đến khoảng cách 2 trượng, trong nháy mắt liền biến mất ở một mảnh rừng cây đỏ thẫm. Nam tử áo trắng thấy vậy, sắc mặt lập tức cứng đờ hơi khó coi. Thấy có người dẫn đầu rời đi, những người khác sau khi liếc nhìn nhau cũng nhao nhao một mình rời khỏi nơi đây. Liễu Minh cũng cười cười thong thả rời đi. Có thể trở thành đệ tử ngoại môn của Thái Thanh Môn, có người nào mà không có thiên tư hơn người,
đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Nếu phải lựa chọn cùng hành động với những người khác, phần lớn bọn họ lại lựa chọn tin tưởng thực lực của mình nhiều hơn. Một lát sau, chỉ còn 3 người ở lại chỗ này. Ngoại trừ thanh niên áo trắng và nam tử cao gầy thì chỉ còn có một nữ đệ tử dung mạo bình thường. Nam tử áo trắng gượng cười trong lòng nhưng rất nhanh giữ vững tinh thần. Sau khi 3 người trao đổi ngắn gọn, kế hoạch hành động tiếp theo cũng nhanh chóng rời đi. Cách nơi xuất phát vài dặm, bên trong một vùng đồi núi, Liễu Minh một thân áo bào xanh một mình tiến về phía trước. Trong tay hắn đang cầm bản đồ một phần nhỏ của tiểu viêm giới. Hắn vừa chậm rãi bước tới vừa cẩn thận so sánh bản đồ với địa hình xung quanh. Khí hậu của tiểu viêm giới vô cùng khắc nghiệt, còn hơn dự đoán của Liễu Minh. Mặc dù thân thể của hắn mạnh mẽ nhưng dưới nhiệt độ thiêu đốt, pháp lực và thể lực đều chậm rãi tiêu hao. Cũng may mấy ngày trước hắn tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công lại tiến thêm một bước, pháp lực càng thêm hùng hậu vài phần. Tốc độ tiêu hao này so với hắn mà nói vẫn là cực kỳ nhỏ bé. Lúc này thoạt nhìn họ Liễu có vẻ bình thản nhưng thực tế lại vô cùng cẩn thận, thần thức của hắn vẫn một mực dò xét ở phạm vi 10 trượng xung quanh. Sau nửa canh giờ so sánh địa hình, hắn dần dần nhìn ra nơi đây là khu vực đồi núi được đánh dấu ở góc tây nam trên bản đồ. Căn cứ theo bản đồ, phụ cận nơi đây xác suất gặp được hỏa linh cũng không lớn lắm, cả đoạn đường vừa rồi quả nhiên hắn không hề đụng phải. Mà từ nơi này đi theo hướng bắc sẽ đến một chân núi lửa. Chỗ đó mới là nơi có nhiều hỏa linh xuất hiện. Sau khi trong lòng đã có quyết định, Liễu Minh thu địa đồ lại, trực tiếp đằng không bay lên. Bỗng nhiên hắn biến sắc, thân hình mơ hồ một cái lui về núp ở đằng sau một khối cự thạch màu đỏ thẫm. Sau đó, từ phương hướng vừa rồi hắn định bay lên lập tức truyền đến một hồi tiếng vang cạc cạc. Một mảng mây đỏ to lớn hiện ra, bên trong mơ hồ có ánh đỏ chớp động. Liễu Minh thấy vậy trong lòng khẽ động, lập tức quán chú pháp lực vào mắt, tập trung nhìn về phía đám mây đỏ. Nương theo đám mây tiến lại gần, những điểm sáng bên trong càng lúc càng lớn, rõ ràng là khoảng 10 con ô nha đỏ thẫm lớn hơn một xích. Lúc những con hỏa cầm này vỗ cánh, không trung không ngừng nổi lên những đóa hỏa diễm đỏ rực. Đồng thời một cỗ khí tức vô cùng nóng bỏng từ giữa không trung phả vào mặt khiến không khí dường như bị thiêu đốt đến vặn vẹo. Hỏa nha, Liễu Minh vẻ mặt không thay đổi nhưng trong miệng lại thì thào một tiếng. Mấy ngày nay hắn cũng tốn một chút tâm tư đi góp nhặt các loại tài liệu của tiểu viêm giới, thậm chí còn hao tốn không ít điểm cống hiến để tìm tòi trong tàng thư các. Hỏa nha này là một loại yêu cầm thường thấy nhất trong tiểu viêm giới, chỉ có thể sinh ra ở nơi có hỏa linh lực phi thường nồng đậm. Thực lực cũng chúng không cao lắm, nhiều nhất chỉ là trình độ linh đồ kỳ. Nhưng nếu như gặp hàng trăm hàng ngàn con hỏa nha kết thành biển lửa, cho dù là ngưng dịch cảnh hậu kỳ muốn lành lặn trở ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà trước mặt hắn bây giờ chỉ có hơn 10 con, Liễu Minh không nói lời nào lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh ra trời đưa ngang trước ngực. Đây đúng là do hắn cố ý mua một thanh linh kiếm trung phẩm thuộc tính thủy ở phường thị trong tông để chuẩn bị cho lần thí luyện này. Vài tiếng kêu ực truyền đến. Con hỏa nha bay đầu tiên vậy mà ánh mắt sắc bén dị thường, hiển nhiên đã phát hiện ra Liễu Minh, cũng kêu lên vài tiếng rồi lập tức phóng tới. Ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt Liễu Minh, hắn liền kết kiếm quyết. Một đạo kiếm quang màu xanh lam lập tức phóng lên trời sau đó phóng lớn lên mấy lần, hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ dài vài trượng bổ về phía hỏa nha. Hỏa nha sau khi kêu một tiếng xì liền há mồm phun ra một ngọn lửa, ý định ngăn cản kiếm khí của Liễu Minh. Các bạn đang nghe truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 487, Hỏa Linh. Liễu Minh không để biểu hiện của hỏa nha vào trong mắt, thần sắc không thay đổi ngưng tụ kiếm quyết trong tay, tiếp tục thúc giục kiếm khí bổ tới. Ngự kiếm thuật của hắn dưới tình huống đã ngưng luyện tu di hư không kiếm phôi trở lại tự nhiên đã khôi phục uy lực mạnh nhất. Một khi toàn lực thi triển, chỉ sợ tu luyện giả ngưng dịch cảnh hậu kỳ thông thường cũng không dám đón đỡ, huống hồ một con hỏa nha. Quả nhiên kiếm quang màu lam sau khi lóe lên một cái liền dễ dàng chém xuyên qua hỏa diễm, bổ con hỏa nha này làm hai nửa. Thế tới của phi kiếm còn chưa dứt tiếp tục chém vào bên trong bầy hỏa nha. Sau một hồi lập lòe kiếm quang màu xanh kèm theo những âm thanh xùy xùy phát ra, mấy con hỏa nha ở phía trước đã bị tiêu diệt. Sau khi liên tiếp chém chết vài con hỏa nha, kiếm quang màu xanh lập tức trở nên tối nhạt. Những con hỏa nha đằng sau dưới sự kinh hãi kêu lên những tiếng oa oa rồi nhanh chóng tránh né.
Vì mới sử dụng thanh linh kiếm thuộc tính thủy này, Liễu Minh vẫn chưa kịp tế luyện hoàn toàn cho nên không cách nào kích phát tất cả cấm chế, uy lực vì thế không thể duy trì quá lâu. Lúc này hắn vung tay triệu hồi phi kiếm màu lam, tiếp tục bấm niệm pháp quyết rót pháp lực vào, muốn một mạch hốt gọn đối thủ còn lại. Nhưng đúng lúc này, không biết từ đâu bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét chói tai. Dù hắn có tinh thần lực mạnh mẽ cũng cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, hai mắt nhíu lại, cũng không tiếp tục thúc giục phi kiếm chém ra. Kết quả những con hỏa nha còn lại thừa cơ tránh xa, không bao lâu lại hóa thành từng điểm sáng đỏ thẫm biến mất ở nơi cuối chân trời. Mà Liễu Minh vào lúc này, hắc khí bao trùm bên ngoài thân chẳng biết từ lúc nào đã trở nên dày đặc, trong tay áo cũng lập lòe kim quang, mơ hồ thấy được từng hạt cát sỏi màu vàng phát ra ánh sáng. Cùng lúc đó, Liễu Minh lại lần nữa phóng thích tinh thần lực tìm kiếm nhiều lần ở khu vực xung quanh nhưng lại không có bất kỳ phát hiện gì. Thứ phát ra tiếng động bén nhọn chói tai kia dường như đã lặng im rời đi. Liễu Minh vẻ mặt nhìn như hờ hững nhưng trong lòng lại rất cẩn thận. Loại âm thanh bén nhọn này trước kia hắn chưa từng nghe nói qua cũng chưa từng nghe hai người Ngạn Danh Tuyết Vân nhắc đến nhưng lại có thể ảnh hưởng đến thần thức của hắn. Có thể thấy được thứ kia tối thiểu cũng là tồn tại ngưng dịch cảnh. Sau khi trong lòng suy tính một chút, Liễu Minh thu hồi phi kiếm màu lam, cũng thuận tay thu luôn thi thể những con hỏa nha trên mặt đất. Sau khi nghỉ ngơi khôi phục pháp lực một chút, hắn liền tiếp tục dựa theo địa đồ mà tiến về phía bắc. Ngay khi vừa mới xuất phát được nửa canh giờ, Liễu Minh lại gặp phải một loại linh thú hỏa thuộc tính khác, rõ ràng là hơn 10 con hỏa hồ toàn thân hiện lên ánh đỏ đang chắn trước người hắn. Lần này hắn cũng không sử dụng ngự kiếm thuật, thân hình lắc lư để lại từng đạo tàn ảnh trực tiếp vọt vào bên trong bầy hỏa hồ, cánh tay toát ra một cỗ hắc khí ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ. Đại thủ liên tục đánh ra, trong chớp mắt liền bắt được một con hỏa hồ, ấn một cái làm đầu nó phát nổ. Những con hỏa hồ này cũng giống như bầy hỏa nha lúc trước, đều có thực lực linh đồ cảnh, căn bản không hề có lực đánh trả. Một lát sau, đã có 7-8 con hỏa hồ chết dưới tay Liễu Minh. Nhưng vào lúc này, âm thanh bén nhọn lại xuất hiện lần nữa. Những con hỏa hồ đang điên cuồng tấn công Liễu Minh nghe thấy âm thanh này nhanh chóng lui lại bỏ chạy. Nhưng mà lần này hắn đã sớm dùng tinh thần lực để phòng hộ, không bị âm thanh này quấy nhiễu, đồng thời đuổi theo vài con hỏa hồ đang bỏ chạy, một quyền đánh chết. Dù vậy, hắn vẫn không thể tìm được bản thể đã phát ra âm thanh kia. Thần thức của hắn cũng chỉ phát hiện ra chấn động của một tia linh lực hỏa thuộc tính cực nhạt ở gần đây mà thôi. Cứ như vậy, trên đường đi, Liễu Minh nhiều lần bị linh thú hỏa thuộc tính tập kích. Hỏa thử, hỏa nghĩ, hỏa xà, liên tiếp các loại linh thú hỏa thuộc tính khiến cho hắn mở rộng tầm mắt. Cũng may những con linh thú này thực lực cũng không mạnh mẽ cho lắm, phần lớn ở linh đồ cảnh, ngẫu nhiên cũng có một hai con thú ngưng dịch cảnh, đương nhiên không phải đối thủ của hắn. Mà mỗi lần vào lúc hắn sắp tiêu diệt đàn thú đều bị âm thanh bén nhọn không biết từ đâu quấy nhiễu. Nếu không phải tinh thần lực của hắn mạnh hơn bình thường, chỉ sợ lần nào cũng để cho những con hỏa linh thú còn sót bỏ trốn mất dạng. Quỷ dị hơn là cái âm thanh bén nhọn này lần nào cũng ẩn ẩn hiện hiện. Dùng tinh thần lực của Liễu Minh cũng rất khó bắt được. Liễu Minh đã mơ hồ có cảm giác không ổn, sau khi suy nghĩ một phen mới thả chậm tốc độ đi về phía trước. Sau hơn nửa canh giờ, Liễu Minh lại một lần nữa gặp bầy hỏa linh thú tập kích, lần này là 30 con hỏa tiêu. Linh thú họ Tiêu là một loại linh thú có hình dạng nửa người nửa vật, nhìn bên ngoài hơi giống con người, hình thể ước chừng lớn bằng một nửa người trưởng thành. Tứ chi thô ngắn rõ ràng không tương xứng với cái đầu to lớn, làn da đầy nếp nhăn, trên khuôn mặt mơ hồ có thể thấy được dấu vết của ngũ quan. Đám hỏa tiêu này phát hiện Liễu Minh từ rất xa, lập tức phát ra những tiếng kêu chi. Chi rất kỳ quái. Dẫn đầu là một con hỏa tiêu có hình thể to lớn hơn những con khác một vòng, trên người phát ra chấn động đã đạt đến ngưng dịch cảnh. Liễu Minh tâm niệm vừa động, thần thức lập tức im lặng tách ra. Cùng lúc đó hắn nhún chân đột ngột lao lên từ mặt đất, tiến đến không trung giữa bầy hỏa tiêu. Trong tay áo của hắn nổi lên chấn động nhàn nhạt, tựa hồ có thứ gì đó vô hình bắn ra. Cử động đột ngột của Liễu Minh khiến cho thủ lĩnh của bầy hỏa tiêu giật mình. Nó lập tức há mồm phun ra vài thanh hỏa nhận dài mấy thước. Những con hỏa tiêu ở đằng sau cũng nhao nhao há mồm phun ra từng viên hỏa cầu nhanh chóng chui vào bên trong hỏa nhận. Trong khoảnh khắc, hỏa nhận liền phóng to lên vài trượng, trong tiếng xé gió bén nhọn chém về phía Liễu Minh ở trên không. Liễu Minh không nói lời nào liền vung tay áo lên, từng điểm kim quang từ bên trong nhanh chóng bay ra.
Sau một khắc, hư không trước mặt hắn liền hiện lên một đám cát vàng mênh mông, cũng lập tức hóa thành một bức tường cát màu vàng che chắn trước người hắn. Oanh! Hỏa nhận hình bán nguyệt hung hăng chém vào trên tường cát nhưng chỉ vẻn vẹn tạo thành từng điểm sáng vàng lóe lên, sau đó liền ầm ầm tan vỡ, biến thành tàn lửa tiêu tán trong không trung. Liễu Minh lại giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết, bức tường cát lại càng phát ra ánh sáng chói lọi, lập tức hóa thành một thanh đại đao màu vàng chém về phía thủ lĩnh của bầy hỏa tiêu. Thủ lĩnh hỏa tiêu dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, vội há miệng phun ra một viên tinh cầu màu đỏ. Tinh cầu theo gió phóng to lên vài thước, xung quanh hiện ra hỏa diễm lập lờ, trực diện nghênh đón đao mang màu vàng. Một tiếng phanh thật lớn vang lên, đao mang và tinh cầu đụng vào nhau. Theo từng tiếng rắc rắc truyền đến, mặt ngoài tinh cầu lập tức xuất hiện một vết rách. Cùng lúc đó, thủ lĩnh hỏa tiêu ở dưới phun ra một ngụm máu tươi. Pháp quyết trong tay Liễu Minh biến đổi, đại đao màu vàng lập tức trở nên mơ hồ, sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Sau một khắc, đại đao màu vàng lóe lên rồi xuất hiện trước người thủ lĩnh hỏa tiêu gần trong gang tấc, không tiếng động nào chém xuống một cái. Thủ lĩnh hỏa tiêu giống to một tiếng, cũng không kịp triệu hồi tinh hạch, trên người mạnh mẽ toát ra một ngọn lửa màu đỏ thẫm, ý định ngăn cản một kích này. Nhưng uy lực của linh khí cực phẩm không phải một chút phòng ngự như vậy có thể ngăn cản. Chỉ thấy kim quang lóe lên chém xuống, thân thể của thủ lĩnh hỏa tiêu lập tức bị cắt thành hai đoạn, máu tươi vung vẩy ra từ phía. Sau đó ánh đao màu vàng nổ tung khiến hai con hỏa tiêu ở cách đó khá gần chưa kịp phản ứng cũng không có cách nào may mắn thoát chết. Liễu Minh đánh một chảo thu viên tinh cầu kia vào trong tay. Nhưng bởi vì va chạm vừa rồi, phía trên tinh cầu xuất hiện một vết rạn nhàn nhạt. Hắn thầm nghĩ đáng tiếc nhưng vẫn thu lại, sau đó phất tay một cái, đại đao màu vàng lại hóa thành cát bụi ngập trời bao vây bầy hỏa tiêu. Ngay tại thời điểm Liễu Minh định thi triển thủ đoạn lợi hại để tiêu diệt hết những con hỏa tiêu này, âm thanh bén nhọn quỷ dị kia lại một lần nữa truyền đến. Liễu Minh thần sắc khẽ động, động tác trên tay dừng lại, bất động đứng im trong hư không một lúc. Mà những con hỏa tiêu bị vây khốn lập tức phun ra hỏa diễm, hai cánh đập cuồng loạn, không ngừng công kích màn cát màu vàng. Đúng lúc này, bỗng nhiên một nơi trong hư không cách Liễu Minh 30 trượng truyền đến âm thanh phốc phốc, một bóng người màu vàng nhạt thoáng hiện ra. Cánh tay của thân ảnh màu vàng bỗng trở nên mơ hồ, sau đó một nắm đấm vàng rực mạnh mẽ đánh ra. Một âm thanh thật lớn vang lên, dưới từng cơn sóng khí màu vàng cuộn về, hai bóng người màu đỏ thắm loạng choạng hiện ra trong hư không. Hai mắt Liễu Minh lóe lên tinh quang liền nhìn thấy rõ ràng hai thân ảnh kia, chính là hai con hỏa. Linh toàn thân được hỏa diễm đỏ thẫm bao bọc. Chỉ thấy hai con quái vật này có cùng kích cỡ với con người, thân thể màu đen được bao bọc trong ngọn lửa, tuy tay chân đầy đủ nhưng ngũ quan khá mơ hồ. Bộ dạng cùng với con hỏa linh do vệ trọng triệu hồi ra trước kia giống như đúc, chẳng qua khí tức lại càng cường đại hơn. Kẻ vừa ra tay công kích vừa rồi chính là kim giáp vệ sĩ có gương mặt giống Liễu Minh như đúc, chính là phù binh do Hoàng Cân lực sĩ bí phủ hóa thành. Quả nhiên đúng là đám hỏa linh các ngươi âm thầm giở trò. Cho dù hỏa độn thuật tại tiểu viêm giới này có bao nhiêu thần diệu, lần thứ nhất lần thứ hai ta không có khả năng bắt giữ các ngươi. Nhưng trên đường đi các ngươi theo dõi ta lâu như vậy, nếu như còn không nhìn ra được thì ta đây không phải là kẻ ngốc rồi sao? Liễu Minh nhìn thấy hai con hỏa linh vẻ mặt không có gì thay đổi nhưng trong miệng lại lẩm bẩm thì thào. Thì ra ngay tại thời điểm Liễu Minh bay lên trời đã thả ra bí phù hóa thành kim giáp phù binh ẩn nấp ở một bên. Đợi khi hai con hỏa linh này lại thét lên, dùng công kích tinh thần với Liễu Minh ngay lập tức cũng bị hắn xác định vị trí. Hắn liền thao túng phù binh tiến hành công kích, quả nhiên đã bài trừ được ẩn nặc thuật của chúng. Nguyên nhân trong đó non nửa là bởi tấn công bất ngờ. Tuy nhiên hơn phân nửa vẫn là vì trong những lần trước Liễu Minh đã đại khái đoán được vị trí ẩn nấp của bọn chúng nhưng vẫn ra vẻ không hề hay biết. Tiếng lầm bầm trong miệng Liễu Minh vừa dứt, trong tay hắn lập tức lóe lên ánh sáng xanh, một thanh phi kiếm màu lam chẳng biết hiện ra từ lúc nào lập tức chém ra. Từng tiếng xe gió xùy xùy vang lên, ánh sáng xanh chớp động trong không khí, hai con quái vật hình người đã bị kiếm quang màu lam chém tới, hai tiếng phanh phanh lại vang lên. Hai con hỏa linh vội vàng tránh né, không hẹn mà cùng phát ra âm thanh bén nhọn cực lớn, đồng thời ánh lửa trên thân lại càng mãnh liệt, bỗng nhiên hợp nhất với nhau phi độn về phía xa. Các bạn đang nghe truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 488: Dị biến.
Liễu Minh khẽ giật mình. Con hỏa linh này không những ẩn nấp một bên điều khiển hỏa linh thú công kích mà còn biết chạy trốn. Rõ ràng sở hữu linh trí không thấp, có chút không phù hợp với miêu tả trong điển tịch. Âm thanh bén nhọn do chúng phát ra tuy có tác dụng mê hoặc tâm trí, nhưng dưới tình huống họ Liễu hết sức đề phòng tự nhiên không thể bị ảnh hưởng. Hắn không nói lời nào lập tức vung tiểu kiếm màu lam trên tay. Kiếm quang màu xanh lóe lên rồi phóng ra, tuy phát sau mà đến trước đánh lên trên độn quang màu hỏa hồng. Oanh! Bên trong ngọn lửa phát ra tiếng hét thảm, sau đó mấy ngọn lửa chói mắt mạnh mẽ bộc phát, đẩy lệch kiếm quang đi nửa phần. Tiếp đó hỏa diễm lại lóe lên. Theo đó, hai con hỏa linh hợp thể hóa thành một con chim lửa quái dị. Một âm thanh cao vút vang lên, hỏa điểu vỗ cánh một cái hóa thành một đoàn hỏa cầu có tốc độ còn nhanh hơn lúc trước vài phần. Trong chớp mắt, hỏa cầu đã phóng đi rất xa, hóa thành một điểm sáng biến mất không còn bóng dáng. Độn thuật quỷ dị như vậy, xem ra muốn đuổi kịp chúng cũng rất khó khăn. Liễu Minh phất tay triệu hồi phi kiếm, sau đó nhìn về phía hai con hỏa linh vừa bay đi, vẻ mặt âm trầm không biết đang suy nghĩ điều gì. Trong khi hỏa linh chạy đi, bầy hỏa tiêu đang bị vây trong lạc kim sa vẫn không ngừng công kích bức tường cát. Liễu Minh bỗng đánh ra một đạo pháp quyết, màn cát lần nữa thu hẹp lại, bên trong nổi lên vô số gai nhọn. Những gai nhọn này đâm xuống, tất cả hỏa tiêu đều bị cắt thành vài khúc. Sau đó, lạc kim sa hóa thành một dải sáng vàng bay trở về trong tay áo của hắn. Liễu Minh thả thần thức ra xung quanh, sau khi xác nhận không còn kẻ địch nào, liền thu lấy một ít tài liệu hữu dụng trong đống hài cốt hỏa tiêu rồi lấy địa đồ ra xem xét. Thời gian tiếp theo, hắn muốn nhanh chóng rời khỏi khu vực đồi núi này. Chỉ cần bay xa về phía bắc một đoạn ngắn nữa là có thể đến được khu vực núi lửa có thêm nhiều hỏa linh. Liễu Minh tỏ vẻ phân vân trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên thu địa đồ lại, bấm pháp quyết phóng lên trời, bay ngược về phía con đường đã đi qua lúc trước. Cách chỗ Liễu Minh vài chục dặm, bên trong một ánh lửa lóe lên ở không trung phía trên một mảnh đất hoang. Thân hình hai con hỏa linh lúc trước đào thoát khỏi Liễu Minh một lần nữa hiện ra, đồng thời chậm rãi rơi xuống bãi đất đỏ phía dưới. Trong đó có một con hỏa linh chỉ nhỏ bằng một nửa so với con còn lại, ngọn lửa trên cơ thể cũng cực kỳ ảm đạm, hiển nhiên là thương tích do kiếm quang gây ra lúc trước. Con hỏa linh không bị thương kia nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó chợt phát ra từng tiếng rít gào. Sau một lát, vài đạo hỏa quang từ những phương hướng khác nhau lóe lên rồi nhanh chóng tụ tập lại. Tập trung tại nơi này rõ ràng là 8 con hỏa linh hình người khác. Con hỏa linh vừa phát ra tiếng thét dài liền vung vẩy cánh tay phát ra từng âm thanh răng rắc kỳ quái mà chạy về phía đám hỏa linh mới đến. Bọn chúng lập tức tập trung trao đổi lẫn nhau, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh không rõ ý nghĩa. Sau một lát, những con hỏa linh này bỗng hóa thành từng ánh lửa phóng lên trời. Phương hướng bay đi rõ ràng là địa điểm vừa nãy đụng độ họ Liễu, tại một địa vực khác của tiểu viêm giới. Nơi này là một mảnh sa mạc màu đỏ mênh mông bát ngát, ngẫu nhiên có những cơn gió lớn thổi lên từng trận sóng nhiệt cuồn cuộn khiến cho khung cảnh từ xa nhìn lại có chút vặn vẹo. Bên cạnh một đồi cát nhỏ trong sa mạc, một thanh niên nam tử cùng một thiếu nữ trẻ tuổi đang đứng dựa lưng vào nhau. Cả hai người mặt mũi đều đầy mồ hôi, đang dốc sức liều mạng thúc giục linh khí trong tay. Mà ở xung quanh hai người này có vô số con kiến đỏ lớn như bàn tay ngập tràn như một cơn thủy triều, từng lớp xông lên tựa như vô cùng vô tận. Thanh niên nam tử vẻ mặt khẩn trương, trong tay cầm một cây cờ màu đỏ, đang dốc sức vung vẩy. Từng cơn sóng lửa cao hơn một trượng đánh vào bầy kiến, tạo thành âm thanh thiêu đốt vang lên xèo xèo. Những trận sóng lửa khiến bầy kiến nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Nhưng vẻ mặt của nam tử lại không có chút vui vẻ nào. Chỉ thấy những con kiến lửa bị đánh bay ra lập tức quay trở lại, điềm nhiên như không hề hấn gì. Còn thiếu nữ trẻ tuổi ở sau lưng tức thì vung vẩy một dải lụa màu vàng. Dải lụa vừa phất lên liền đánh ra một làn phong nhận chặt đứt thân mình hơn 10 con kiến. Nhưng đối với bầy kiến vô cùng vô tận, mười mấy con kiến căn bản không có ý nghĩa. Sắc mặt thiếu nữ càng lúc càng khó coi. Nàng dốc sức liều mạng rót pháp lực toàn thân vào dải lụa màu vàng, hình thành một bình chướng lốc xoáy miễn cưỡng chặn được thế công của bầy kiến. Kim sư huynh, những con kiến màu đỏ này có số lượng quá nhiều. Chúng ta sắp ngăn cản không nổi nữa rồi, làm sao bây giờ? Thiếu nữ trẻ tuổi gấp giọng hỏi. Sắc mặt thanh niên nam tử cũng cực kỳ khó coi. Gã cũng không trả lời thiếu nữ mà chỉ phối hợp liều mạng múa cây đại kỳ đánh bay những con kiến ở gần đó ra ngoài. Thấy thanh niên nam tử không nói lời nào, vẻ mặt thiếu nữ lại càng xấu đi.
nếu không chống đỡ được nữa, chúng ta đành bay lên trời. Những con kiến này tuy cũng có thể phi hành nhưng có lẽ không cách nào bay lên quá cao. Thiếu nữ lại cắn răng nói, không nên, trên không trung có. Thanh niên nam tử lắc đầu. Nhưng không đợi gã nói xong, giữa không trung bỗng lóe lên ánh lửa. Bốn con hỏa linh cao hơn một trượng hiện ra phía trên hai người, cũng đồng thời há miệng phát ra tiếng hét chói tai. Âm thanh trùng điệp truyền vào tai hai người. Thiếu nữ không kịp đề phòng lập tức vẻ mặt trở nên ngẩn ngơ, cơ thể dường như ngừng lại trong chốc lát. Lốc xoáy phòng ngự do giải lụa màu vàng tạo nên liền lộ ra sơ hở. Những con kiến màu đỏ lập tức chen vào, bao phủ khắp cơ thể thiếu nữ. Không! Thanh niên nam tử thấy vậy tỏ vẻ tuyệt vọng giận dữ hét lên, hai mắt đỏ thẫm, vội liều mạng múa cây đại kỳ trong tay. Tức thì hơn 10 trận sóng lửa cuốn ra, oanh tạc khắp bốn phía. Vô số kiến đỏ bị đánh bay ra ngoài nhưng rất nhanh lại càng có nhiều con kiến khác lao qua. Dưới tình huống tiền hậu giáp kích, chỉ một lát sau, thanh niên nam tử cũng bị đàn kiến chen chúc khắp thân hình. Trong một hạp cốc to lớn ở một nơi khác, trên tầng trời thấp, một gã nam tử mặc áo đen nhanh chóng bay xẹt qua. Sau lưng gã, hai con linh thú hình sói toàn thân màu đỏ đậm gầm thét đuổi theo. Nam tử áo đen thân hình nhanh nhẹn, lúc trái lúc phải di chuyển bất định, tốc độ dưới chân cũng càng lúc càng nhanh. Sau khi lướt qua một khối cự thạch cao hơn đầu người liền biến mất trước tầm mắt của hai con linh thú hình sói. Hai con hỏa lang bay tới, cũng không hề ngừng lại mà đạp mạnh chân sau, một trước một sau lướt qua khối cự thạch. Đột nhiên hai đạo hắc mang từ một bên lóe lên nhanh như chớp bổ về phía hai cái đầu của chúng. Lúc con hỏa lang ở phía trước phát hiện nguy hiểm thì đã trễ, trong mắt nó lập tức hiện lên vẻ giận dữ, cái đầu cố hết sức quẹo sang một bên, vô cùng khó khăn tránh khỏi một kích chí mạng. Sau đó một tiếng phanh vang lên, cơ thể màu đỏ sậm bị đánh bay thẳng về phía sau. Con hỏa lang phía sau thấy tình hình không ổn, thân hình ở giữa không trung liền nổi lên ánh sáng màu đỏ, nhoáng một cái bay ngược về phía sau 10 trượng, tránh thoát được công kích của hắc mang. Con hỏa lang khi nãy ở phía trước liên tục lăn mình giữa không trung ra xa vài trượng, trên lưng đã có thêm vài miệng vết thương cực lớn, huyết dịch đỏ như lửa tuôn ra dính khắp nửa người. Dù vậy, con sói này vẫn không chết, con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm vào một nữ tử trẻ tuổi mặc áo xanh đang lơ lửng giữa không trung. Hỏa linh thú cảnh giới ngưng dịch quả nhiên không giống bình thường, bị trúng một kích hóa ô nhận ám mang của sư tỷ mà vẫn không chết. Thân hình nam tử áo đen lúc trước đã hiện ra trên không trung cách đó không xa, trong miệng tấm tắc kêu lạ. Bớt nói nhảm đi, giải quyết bọn chúng trước đã. Thanh y nữ tử lạnh lùng quát. Trường đao màu đen trong tay một lần nữa hóa thành một giải lụa thật dài, đánh về phía cái đầu của con hỏa lang bị thương cách đó không xa. Nam tử áo đen lại cười hắc hắc thả ra một tấm lưới lớn màu xanh. Tấm lưới theo gió bung ra chụp về phía một con hỏa lang khác. Đôi mắt của con sói này lóe lên hung quang. Nó há miệng thật lớn nhổ ra một quang cầu màu đỏ to cỡ đầu người đánh về phía tấm lưới màu xanh. Một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên. Quang cầu đụng vào tấm lưới rồi đột ngột phát nổ, phóng ra một mảng đỏ rực kèm theo man lực đánh tấm lưới lớn ra xa mấy trượng. Mà thân hình của hỏa lang cũng không ngừng lại, lập tức nhảy ra từ trong ánh sáng đỏ, đánh về phía nam tử áo đen. Thế nhưng nó mới vừa chạy ra được hai trượng, khoảng không phía trước lại lóe lên ánh sáng xanh, một chiếc lưới màu xanh khác đã thình lình chụp xuống. Nam tử áo đen thấy vậy trên mặt lộ vẻ mỉm cười, pháp quyết trong tay không hề dừng lại mà tiếp tục thúc giục hai tấm lưới lớn màu xanh luân phiên ngăn cản hỏa lang trước mặt. Một tiếng gào thét truyền đến, chỉ thấy đầu hỏa lang bị thương khi nãy lúc này đã bị trường đao màu đen trong tay thanh y nữ tử chém đứt đầu. Máu tươi lập tức tung tóe đầy mặt đất. Thân thể không đầu của nó co rúm hai cái sau đó rất nhanh không còn nhúc nhích mảy may. Tiếp đó, thanh y nữ tử nắm chặt trường đao trong tay, liên thủ với nam tử áo đen để tiêu diệt con hỏa lang còn lại. Ngay tại lúc này, ánh lửa liền lóe lên giữa không trung, một con hỏa linh hình người bỗng nhiên hiện ra, ngay lập tức nhào tới trước người nam tử áo đen. Coi chừng, thanh y nữ tử cũng phản ứng cực nhanh quát lên một tiếng. Đao mang màu đen liền rời tay bay ra, chém về phía sau lưng con hỏa linh. Thế nhưng con hỏa linh này liền lắc mình một cái giữa không trung, hời hợt tránh né đao mang, sau đó cúi người vọt đến bên cạnh hỏa lang. Hỏa linh há miệng thổi ra một đám mây đỏ, lóe lên một cái liền cuốn lấy hỏa lang rồi lập tức bỏ chạy về phía xa. Hắc y nam tử thấy vậy sắc mặt có chút khó coi. Nhưng tại thời điểm gã đang muốn phi thân truy kích,
một âm thanh bén nhọn chói tai từ đằng xa truyền đến. Nam tử áo đen chỉ cảm thấy đầu óc mê muội một hồi, tâm thần cũng bắt đầu có chút rung chuyển. Thế nhưng vào lúc này, bên cạnh lại truyền đến một tiếng hừ lạnh. Nam tử nghe được âm thanh này lập tức cảm thấy tâm thần mát lạnh, đôi mắt khôi phục lại vài phần bình tĩnh, vội vàng vận dụng tâm pháp ổn định thần trí. Mà chỉ một chút trì hoãn này, con hỏa linh kia đã biến mất ở cuối chân trời, không thể đuổi kịp nữa. Đa tạ sư tỷ giúp đỡ, loại công kích tinh thần này quả thật phiền phức. Nam tử áo đen thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng cảm ơn đồng bạn bên cạnh. Dựa theo lời các sư huynh sư tỷ trước đây từng tiến vào tiểu viêm giới, hỏa linh ở nơi đây cũng không có công kích tinh thần cùng với linh trí cao như thế. Chẳng lẽ lần này chúng ta gặp phải hỏa linh biến dị hay sao? Thanh y nữ tử nhìn qua phương hướng hỏa linh bỏ chay, nhăn mày nói. Tình huống tương tự cũng phát sinh ở những địa phương khác của tiểu viêm giới. Nửa ngày sau, Liễu Minh một đường vô sự về lại nơi trước kia bị truyền tống đến. Khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc là nơi này đã có những người khác đến trước. Chỉ thấy gã khổng lồ Tàng Huyền đang lạnh lùng đứng dưới một cây đại thụ. Trước người gã còn có một thanh niên mặc áo trắng đang khoanh chân ngồi, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, trên chiếc áo bào xanh đang mặc còn lấm tấm vài vết máu, tựa hồ đã bị trọng thương. Các bạn đang nghe truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 489, Liên Thủ. Người thanh niên áo trắng này chính là tên đệ tử ngoại môn lúc trước đề nghị mọi người cùng nhau hợp tác. Mặc dù không biết có bao nhiêu người đồng ý, nhưng giờ đây y chỉ còn một mình, e rằng những người đi cùng đã gặp bất trắc. Thân hình Liễu Minh vừa xuất hiện ở cách đó không xa, Tàng Huyền liền lạnh lùng nhìn qua. Sau khi nhìn thấy người đến là Liễu Minh, gã mới thu ánh mắt trở lại. Ngược lại, thanh niên áo trắng bỗng nhiên mở hai mắt nhìn Liễu Minh sau đó mới gượng cười nói, vị sư đệ này cũng trở về đây. Có phải trên đường ngươi đồng dạng gặp phải hỏa linh dẫn dắt rất nhiều hỏa thú đến tập kích hay không? Đúng vậy, hai vị sư huynh cũng như thế à? Liễu Minh chậm rãi đi về phía hai người, không hề phủ nhận mà gật đầu đồng ý. Tàng Huyền ở một bên nghe được lời nói của Liễu Minh, khẽ nhíu mày, cũng không nói thêm gì. Thanh niên áo trắng liền thở dài một tiếng chậm rãi kể ra những chuyện gặp được trong nửa ngày qua. Thì ra y đồng hành cùng với hai người khác. Lúc bắt đầu cũng lần lượt đánh chết một ít hỏa linh thú cấp thấp cho nên niềm tin tăng lên nhiều, muốn vào nơi sâu hơn để tìm kiếm. Thế nhưng khi ba người đi qua một mảnh đất hoang, đột nhiên có rất nhiều hỏa linh thú xuất hiện vây quanh. Nhưng bởi vì những con hỏa linh thú này có tu vi không cao nên cả ba cũng không lập tức chạy trốn, mà ngược lại còn ôm tâm tư muốn thu thập thêm nhiều tài liệu, bắt đầu ra sức chém giết. Đến lúc ba người gần như tiêu diệt hết đàn linh thú thì bản thân đã rơi vào tình trạng kiệt sức. Bỗng nhiên có vài con hỏa linh đồng thời hiện thân, vừa ra tay đã giết chết hai đồng bạn của y. Nếu không phải Tàng Huyền ở gần đó đi ngang qua, vận dụng thủ đoạn lôi đình khiến đám hỏa linh sợ hãi chạy mất, chỉ e rằng y cũng không may mắn thoát khỏi. Hành trình của Liễu Mỗ cũng tương tự như thế, liên tiếp gặp phải một ít hỏa linh thú tập kích. Mà những con hỏa linh vốn không xuất hiện nhiều ở những khu vực này cũng liên tiếp hiện ra, mức độ nguy hiểm của chúng so với trong tài liệu miêu tả cũng hoàn toàn khác biệt. Chắc rằng bên trong tiểu viêm giới đã xảy ra biến cố kỳ lạ nào đó. Theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, hay là trước tiên hãy rời khỏi thí luyện, thông báo việc này lên tông môn mới là thượng sách. Liễu Minh trầm ngâm một lát sau đó chậm rãi nói ra, ta cũng muốn như thế. Những con hỏa linh này dường như sinh ra biến dị nào đó. Tiểu viêm giới giờ đây đã trở nên thập phần nguy hiểm. Dựa theo điều lệ trong môn, chúng ta hoàn toàn có thể rút khỏi cuộc thí luyện này. Thanh niên áo trắng nghe xong đề nghị của Liễu Minh, vô cùng đồng ý nói. Hai vị đã nói như vậy, ta cũng không có ý kiến gì. Tàng Huyền nghe xong liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nếu đã như vậy, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi đây để tránh đêm dài lắm mộng. Trên người tại hạ còn có thương thế, ta liền đi trước một bước vậy. Thanh niên áo trắng thấy thế liền lật tay lấy ra một tấm ngọc phù màu trắng rồi đánh vào đó một đạo pháp quyết. Vèo, bên ngoài ngọc phù chớp động linh quang, một đạo bạch quang từ bên trong phóng ra bay lên trời. Nhưng khi cột sáng trắng vừa bắn đi được một đoạn liền nổ tung thành một vầng sáng trên không trung. Cùng lúc đó, ngọc phù trong tay thanh niên cũng phanh một tiếng vỡ nát thành từng mảnh. Cả ba người thấy cảnh này đều biến sắc, đồng dạng nhìn chằm chằm vào không trung mà không chớp mắt.
Ước chừng thời gian uống nửa chén trà trôi qua, lại không hề có thứ gì phát sinh cả. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải nói bóp nát ngọc phù là có thể truyền tống đi được hay sao? Âm thanh của thanh niên áo trắng có chút run rẩy. Liễu Minh và Tàng Huyền liếc mắt nhìn nhau, sau đó vẻ mặt cả hai đều hơi xấu đi. Ngay sau đó, hai người cũng bóp nát ngọc phù trong tay. Quả nhiên cũng giống như thế, đều không có chuyện gì phát sinh. Lúc trước gặp phải những biến cố kia, Liễu Minh đã mơ hồ suy đoán việc Tiểu Viêm giới có gì đó khác thường. Giờ đây ngọc phù đã mất đi hiệu quả, chứng minh rằng phỏng đoán của hắn là chính xác. Lúc này ngọc phù đã mất hiệu lực, trong thời gian ngắn muốn từ nơi này rời đi là chuyện không thể. Không biết tám vị viện trưởng ở bên ngoài có cách nào biết được tình hình thực tế ở nơi này hay không. Nhưng mà sự tình cấp bách, chúng ta cũng chỉ có thể tự suy nghĩ cách giữ lại tính mạng, tìm cách thoát khốn. Trừ phi, hai vị còn có biện pháp nào khác có thể rời đi. Liễu Minh trầm mặc một lát sau đó nói ra. Chúng ta tiến vào nơi đây đều do tám viện chủ hợp sức đưa vào, làm sao có thể có biện pháp ly khai nào nữa. Thanh niên áo trắng sắc mặt tái nhợt nói. Tại hạ cũng không có cách nào khác. Tàng Huyền cũng lắc đầu. Như vậy, xem ra trước mắt nên cùng với những đồng môn khác tụ tập lại một chỗ, bàn bạc đối sách thì tốt hơn. Bằng không những con hỏa linh kia nếu đã không bị hạn chế trong khu vực của chúng ta tiếp tục ở lại nơi này, e rằng đồng dạng vô cùng nguy hiểm. Thanh niên áo trắng sau một phen suy nghĩ cuối cùng đưa ra đề nghị. Chúng ta tự nhiên đều muốn rời khỏi nơi đây. Những đệ tử khác có lẽ đều chạy tới những bộ lạc hỏa linh ở Tiểu Viêm giới, mà phần lớn sẽ lựa chọn mục tiêu là bộ lạc hỏa linh lớn nhất ở trung tâm. Chúng ta đi về phía kia hẳn là sẽ gặp được phần đông đệ tử. Nếu như hiện tại phần lớn hỏa linh hầu như xuất hiện ở những khu vực khác, nghĩ đến trong những bộ lạc này ngược lại sẽ không tụ tập quá nhiều hỏa linh. Chúng ta đến đó vừa vặn tụ họp cùng những đồng môn này. Nhưng mà, nếu như hỏa linh có thể dẫn theo nhiều linh thú thuộc tính hỏa để đánh lén chúng ta như vậy, có thể nghĩ được những người khác cũng chưa chắc may mắn thoát khỏi, cũng không biết có bao nhiêu người có thể thuận lợi đến nơi. Hơn nữa, những lộ tuyến được đánh dấu trên địa đồ hiển nhiên không thể sử dụng nữa. Chúng ta nhất định phải đi theo lối khác rồi, Tàng Huyền trầm giọng nói. Việc này cũng đơn giản, chúng ta chỉ cần đi theo một lộ tuyến nào đó không được đánh dấu trên bản đồ là xong. Tuy rằng có thể gặp phải một vài nguy hiểm khác, nhưng tổng thể so với việc bị hỏa linh chú ý thì vẫn tốt hơn. Liễu Minh vốn cũng định nói như Tàng Huyền nhưng gã lại nói ra trước. Mặc dù hắn cảm thấy rất kinh ngạc nhưng vẫn tỏ ý tán đồng. Thanh niên áo trắng cũng không có ý kiến gì khác đối với việc này. Trải qua một hồi thương thảo, ba người quyết định đợi cho thanh niên áo trắng khôi phục kha khá pháp lực sau đó sẽ lập tức xuất phát tiến về bộ lạc hỏa linh lớn nhất ở trung tâm Tiểu Viêm giới. Lúc này, thanh niên áo trắng lấy ra một cái bình ngọc thúy nhỏ, đổ ra hai viên đan dược màu đỏ nuốt vào, sau đó khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép lại bắt đầu điều tức. Một lát sau, sắc mặt tái nhợt của y dần dần bắt đầu trở nên hồng nhuận. Liễu Minh tìm một khối đá màu đỏ khoanh chân ngồi xuống, một bên phóng xuất tinh thần lực để chú ý đến tình huống xung quanh, một bên lẳng lặng suy nghĩ gì đó. Tàng Huyền vẫn đang khoanh tay đứng ở chỗ cũ, đôi mắt suy tư nhìn về phía xa. Hai canh giờ sau đó, thanh niên áo trắng thở dài một hơi đứng dậy. Tiếp theo, ba người khẽ động thân hình, phi hành dưới tầng trời thấp theo một phương hướng nào đó đã định sẵn. Sau vài canh giờ, Liễu Minh và hai người còn lại đang đi trên một con đường nhỏ rộng chừng 3-4 trượng. Một bên là dãy núi màu đỏ kéo dài vô tận, bên kia lại là một mảnh rừng rậm đỏ rực mênh mông không cách nào nhìn thấy điểm cuối. Bất chợt, Tàng Huyền đang đi đầu tiên bỗng nhiên dừng bước. Chỉ thấy trên mặt đất cách đó không xa thình lình xuất hiện ba cỗ di hài, từ quần áo mơ hồ có thể nhận ra chính là của những đệ tử ngoại môn khác. Mà xung quanh lại có mười mấy bộ thi thể hỏa lang đang nằm ngổn ngang. Hài cốt của ba vị đệ tử ngoại môn đều đã bị đốt cháy đen, hơn nữa tứ chi còn có vết cắn xé, thậm chí có một cỗ hài cốt đã bị phá nát lồng ngực. Xem ra ba tên đệ tử kia lúc còn sống đã chiến đấu một trận kịch liệt với bầy hỏa lang. Những con hỏa lang kia có lẽ đã đi rồi. Sau khi ánh sáng từ đôi mắt tím của Tàng Huyền quét qua bốn phía, gã chậm rãi nói. Liễu Minh khẽ động thân hình, lập tức đến gần những cỗ hài cốt này, cúi đầu cẩn thận kiểm tra một phen, thế nhưng cũng không phát hiện được bất kỳ thứ linh khí đan dược nào cả. Hắn than nhẹ một tiếng sau đó liền lắc đầu đứng dậy thả ra ba khối hỏa cầu hóa ba cỗ thi thể thành tro tàn. Trên đoạn đường tiếp theo,
ba người thế nhưng vẫn chưa gặp được linh thú tập kích theo quy tắc như lúc trước, vẻn vẹn chỉ đụng phải 5-3 con hỏa linh thú bình thường, tự nhiên bị bọn hắn tiện tay đánh chết. Lại qua thêm nửa ngày nữa, ba người đã đi đến trước một hồ nước hình tròn. Đưa mắt nhìn lại, toàn bộ hồ nước giống như một bãi nước đọng không hề có sinh cơ, bên ngoài lại bị một màn sương mù màu đỏ bao phủ khiến cho ánh mắt bị ngăn trở, không cách nào nhìn xa được. Đợi một chút, Tàng Huyền ở phía trước đột nhiên mở miệng, cánh tay to lớn như thân cây đưa ra, ý bảo hai người Liễu Minh ở sau lưng dừng lại. Tàng huynh có phát hiện gì à? Thanh niên áo trắng tỏ vẻ nghi hoặc hé miệng hỏi. Có hỏa linh ẩn nấp ở gần đây, số lượng ước chừng 4-5 con. Cặp tử nhãn của Tàng Huyền khẽ quét qua không trung, gã mở miệng nói. Tàng Huyền vừa dứt lời, hai người Liễu Minh tự nhiên cả kinh. Họ Liễu lúc này mới phóng xuất tinh thần lực tìm tòi một phen, nhưng lại không có chút cảm giác được dấu hiệu nào của hỏa linh, không khỏi hơi ngạc nhiên. Sau khi hắn kéo dài tinh thần lực ra xa hơn lại phát hiện ra một hồi linh lực pha tạp chấn động truyền đến. Liễu Minh nhíu hai mắt lại nhìn xuyên qua tầng sương mù mông lung chợt phát hiện ra những điểm. Dáng ở cách đó không xa, rõ ràng là một bầy hỏa linh thú đang đánh tới đây. Hai vị, chỉ sợ chúng ta đã lọt vào phục kích rồi. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, hắn rung tay áo lấy ra một thanh tiểu kiếm màu lam. Thanh niên áo trắng lập tức cuống quýt lấy ra một cái quạt màu đen, để ngang trước người. Tàng Huyền lại há miệng nhổ ra một thanh tiểu kiếm màu vàng, bấm niệm kiếm quyết chỉ về một khối nham thạch ở bên hồ. Một đạo cầu vồng màu vàng kích bắn ra, phanh. Khối nham thạch kia dưới ánh sáng màu vàng lóe lên lập tức bị chém làm đôi. Đồng thời, một quả cầu lửa màu đỏ sáng lên rồi lăn xuống, đúng là một đầu hỏa linh hình người. Tàng Huyền đột nhiên nắm chặt bàn tay còn lại, đánh một kích mãnh liệt về phía mặt đất. Lập tức mặt đất xung quanh không ngừng rung lên, trên mảnh đất trống phía trước có vài đám bùn lầy vỡ ra, dưới ánh lửa lập lòe, thình lình lộ ra thân ảnh của 4 con hỏa linh khác. Chỉ thấy quanh thân những con hỏa linh này bao bọc từng đoàn hỏa diễm màu đỏ thắm. Vừa thấy hành tung bị bại lộ, chúng liền không hẹn mà cùng phát ra những tiếng hét chói tai. Thanh niên áo trắng nghe xong sắc mặt liền trắng nhợt, nhưng Liễu Minh và Tàng Huyền lại điềm nhiên như không có chuyện gì. Liễu huynh, ngươi đối phó với những con hỏa linh thú kia, còn những con hỏa linh này cứ giao cho ta xử lý. Tàng Huyền thấy vậy có chút bất ngờ liếc nhìn Liễu Minh sau đó nói ra. Tiếp theo đó, gã một tay ném ra một tấm phù lục hóa thành một tầng ánh sáng màu vàng bảo vệ bản thân. Tay kia lập tức thao túng pháp quyết, điều khiển phi kiếm màu vàng hóa thành một đạo ánh sáng đánh về phía 3 con hỏa linh trong số đó. Dưới hàn quang lành lạnh chớp động, 3 con hỏa linh này liên tiếp lui về sau, âm thanh bén nhọn trong miệng phát ra cũng kết một tiếng ngừng lại. Thanh niên áo trắng thấy âm thanh bén nhọn giảm xuống, vẻ mặt cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút, vội giơ linh phiến màu đen lên đánh ra mấy cơn lốc xoáy, tự mình đối mặt với 2 con hỏa linh khác. Các bạn đang nghe truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 490, vẫn lạc. Liễu Minh tung người lên không, khu vân lên trước nghênh đón đàn hỏa linh thú. Khi bay tới gần, hắn mới nhìn rõ, đám linh thú này đều là hỏa ngưu, hỏa hầu, kích thước chỉ lớn cỡ một trượng. Số lượng chừng khoảng 30 con, đang như thủy triều lao đến, may mắn là bọn chúng chỉ có thực lực linh đồ kỳ mà thôi. Tay áo Liễu Minh run lên, từng điểm kim quang phát ra, thình lình tạo thành các trận đầy trời, vây khốn hơn 10 đầu hỏa linh thú vào trong. Hắn bấm niệm kiếm quyết, tiểu kiếm màu lam rời khỏi tay, hóa thành hơn 10 đạo kiếm ảnh, chém tới đàn linh thú. Đám linh thú thấy vậy cũng nhao nhao phun ra những hỏa cầu đỏ thẫm lớn nhỏ không đồng đều, nhưng bởi vì thuộc tính tương khắc, nên vừa mới va chạm cùng kiếm ảnh liền nhao nhao bạo liệt tản ra siêu siêu vài tiếng về sau, vài con hỏa hầu muốn đánh lén phía sau Liễu Minh đều bị kiếm quang màu lam chém thành 2 đoạn. Liễu Minh điểm tay lên không. Kim sa đầy trời, lúc này hóa thành vô số chuôi đao màu vàng điên cuồng xoay tròn bên trong. Bị khốn ở trong lạc kim sa trận đám hỏa linh thú, chống cự vẻn vẹn mấy hơi thở, đã bị biến thành thịt nát. Đám hỏa hầu hỏa ngưu còn lại, khi lạc kim sa hóa thành cát bụi một lần nữa ngưng tụ thành kiếm ảnh điên cuồng chém xuống. Chúng chỉ có thể chạy thục mạng khi toàn thân bốc hỏa, căn bản không cách nào tới gần mảy may. Với thực lực hiện tại của Liễu Minh, muốn đối phó một đám linh thú linh đồ kỳ tự nhiên là dư xài. Tàng Huyền đang quần nhau với 3 con hỏa linh,
thấy vậy không khỏi tỏ vẻ kinh ngạc. Tuy nói đám linh thú kia chỉ có tu vi linh đồ kỳ, nhưng đủ khả năng chém giết toàn bộ một cách nhẹ nhàng như thế không phải là việc tu sĩ ngưng dịch trung kỳ bình thường có thể làm được. Thanh niên áo trắng ở bên kia, linh phiến màu đen trong tay đang không ngừng vung vẩy, nhấc lên từng trận gió lốc hóa giải hai cái hỏa cầu đang đánh tới. Hai đầu hỏa linh thoát ẩn thoát hiện, dù chưa quá mức kịch liệt, nhưng đối với thanh niên áo trắng giờ phút này đích thực, một mình đối mặt hai đầu hỏa linh đã có phần quá sức. Sau mấy cái nhấc tay, liền có một đạo vòi rồng cuốn lên hóa giải mấy đạo hỏa cầu đang tới. Trước người một đầu hỏa linh, một tiếng bạo liệt vang lên, thình lình xuất hiện mảnh hỏa vân bay ra. Thanh niên áo trắng chỉ cảm thấy ánh sáng màu đỏ trước mắt mỗi lúc một chói, lúc này thầm nghĩ không ổn. Hắc phiến trong tay cuồng vũ huy động, từng đạo phong nhận kích bắn ra, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản hỏa vân mà thôi. Đúng lúc này, phía sau hắn vang lên một tiếng vèo, hộ thể cương khí bị vật gì đánh nát. Tiếp theo chỗ đầu vai một hồi nóng bỏng, cảm giác đau nhức lập tức truyền đến, một cái thủ trưởng đen như than cháy, chợt lóe lên rút ra khỏi đầu vai. Đúng là một đầu hỏa linh khác thừa dịp đồng bạn biến thành hỏa vân, xuất kỳ bất ý đã đến phía sau gã, vô thanh vô tức thi triển thủ đoạn đánh lén. Tuy rằng thanh niên áo trắng tránh được trong sát na, nhưng bả vai trái vẫn bị thương không nhẹ, miệng vết thương đen như than cốc, máu chảy không ngừng. Gã kinh hãi lật tay tay lấy ra phù lục màu vàng dán vô miệng vết thương, tức thời máu cũng theo đó mà ngừng chảy hẳn đi, rồi há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. Chui vào trong quạt, mặt ngoài linh văn chợt lên, liền hướng ra phía trước hỏa vân vẫy ra hai cái, lại quay ra phía sau vẫy một cái. Một tiếng tiêm minh chói tai, tức thời một đạo vòi rồng lớn hơn một trượng lao về phía con hỏa linh vừa mới ra tay đánh lén. Ở giữa vòi rồng xen lẫn mấy đạo phong nhận màu đỏ thẫm, vây khốn hỏa linh chưa kịp chạy trốn vào trong. Hỏa linh này vội vàng giơ hai tay lên muốn ngăn cản một chút, nhưng một hồi tiếng tư tư vang lên, hỏa diễm quanh người đã bị đánh tan, lộ ra thân thể đen thui giống như than cốc, bên ngoài thân thì xuất hiện mấy đạo vết thương thật sâu. Hỏa linh tựa hồ ý thức được nguy hiểm, trên không trung kêu lên một tiếng kỳ quái, lúc này bắn ngược ra phía sau, tựa hồ là muốn cầu viện trợ từ những con hỏa linh khác. Đúng lúc này, bỗng nhiên tiếng xé gió vang lên. Một đạo cầu vồng màu lam lóe lên từ xa, rồi nhẹ nhàng quấn quanh cổ con hỏa linh, khiến phần đầu của nó vô thanh vô tức lăn xuống đất. Chính là Liễu Minh sau khi chém giết 7-8 phần đám linh thú kia đã tiện tay xuất ra một chiêu ngự kiếm. Thanh niên áo trắng thấy vậy, đang muốn cảm tạ họ Liễu thì con hỏa linh lúc trước bị vây trong vòi rồng bỗng nhiên hóa thành hỏa trụ cao mấy trượng, xuất kỳ bất ý thoát ra ngoài. Thanh niên áo trắng cả kinh, hầu như không cần nghĩ ngợi, linh phiến màu đen trong tay lần nữa vung lên, đồng thời trong miệng lẩm bẩm, một đạo xương trắng từ thể nội cuồn cuộn tuôn ra, vây kín toàn thân. Nhưng sóng lửa bên kia đột nhiên lại truyền ra một tiếng tiêm minh. Khoảng cách gần như vậy khiến gã lập tức cảm đầu óc mê muội, động tác trong tay không khỏi có chút chậm lại. Phốc! Bóng đen trong biển lửa lóe lên, hỏa linh từ trong đó kích bắn ra, chỉ là một cái mơ hồ, lại một tay gắt gao ôm lấy thanh niên áo trắng, đồng thời ánh sáng màu đỏ bên ngoài thân chợt hiện rõ hơn. Không! Thanh niên áo trắng chỉ kịp kêu to một tiếng, trong lòng muốn thi pháp đẩy lùi hỏa linh, nhưng đã không còn kịp rồi, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Hỏa linh ôm lấy thanh niên, quyết định tự bạo, tạo thành một đóa hỏa vân màu đỏ thẫm phóng lên trời, lập tức biến gã thành cho tàn. Nguyên bản Liễu Minh còn nghĩ sẽ qua giúp một tay, lúc này không khỏi hơi sững sờ. Tàng Huyền đối địch cùng ba con hỏa linh lại tỏ ra hưng phấn dị thường, trong miệng lần nữa phát ra một hồi âm thanh bén nhọn, giống như là tiếng gọi đồng, rồi sau đó thân hình liền lắc lư tránh né phi kiếm màu vàng, cũng không chủ động tấn công. Mà đúng lúc này, nơi chân trời lần nữa truyền đến từng trận âm thanh bén nhọn, đồng thời xuất hiện một đám hỏa vân cực lớn. Tàng huynh, nơi đây không nên ở lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Liễu Minh triệu hồi tiểu kiếm, nhìn thấy cảnh này, biến sắc nói, đồng thời thúc giục Lạc Kim Sa, đem vài đầu hỏa linh thú còn lại một cuốn đã thành thịt nát. Tốt, xem ra xuất ra chút ít bản lĩnh thì thật sự không được rồi. Tàng Huyền nghe vậy, khẽ quát một tiếng trả lời. Họ Liễu nghe vậy một bên thúc giục phi kiếm màu vàng tiếp tục xuyên thẳng qua đàn hỏa linh, một bên cánh tay hướng xuống đất hư không vỗ một cái. Phốc một tiếng, trên mặt đất tức thì hoàng quang lập lòe, sau đó chỉ thấy mặt đất bắt đầu nhô lên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dài ra của nó, rồi một cái đầu xuất hiện rồi đến tứ chi. Cuối cùng hiện rõ là một người tạo ra bằng đất,
nhưng trên người nó lại thấy ánh kim quang tỏa ra. Tàng Huyền há miệng, nhổ ra một đoàn tinh khí màu vàng chui vào trong thân thể người đất. Người đất bỗng nhiên hai mắt lóe lên, phảng phất như đã có linh trí, lại lóe lên chui vào trong đất. Sau một khắc, oanh một tiếng, một đạo cột đá màu vàng từ lòng đất lao lên, bắn về phía một con hỏa linh khiến nó kinh hãi. Vung hai tay lên, mang theo một mảnh kim sắc hỏa diễm ngưng tụ ở trước mặt tạo thành một bức tường lửa màu kim hồng. Mà cột đá vừa tiếp xúc bức tường lửa nhanh chóng bốc cháy, xuyên qua bức tường lửa, đồng thời trở nên ngày càng mạnh. Nhưng mà khi xuyên qua bức tường lửa, cột đá phát ra một tiếng trầm đục bạo liệt ra. Vô số mảnh đá vụn vung vẩy ra tứ phía, tạo thành những đoàn ánh sáng màu vàng, xuất kỳ bất ý đánh lên trên đầu con hỏa linh, tạo ra vô số lỗ thủng trên đó. Hoàng mang thu vào, thình lình đúng là gã người đất lúc trước. Hai đầu hỏa linh còn lại thấy vậy, đưa mắt nhìn nhau, bỗng nhiên hai hợp làm một hóa thành một đạo hồng mang hướng phía xa phi độn rời đi, lóe lên biến mất trong hư không. Tàng Huyền thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, trong mắt phát ra hào đạo hàn quang giống như tử mang thật sự, quét qua hai đầu hỏa linh đang bỏ chạy. Phốc! Người đất màu vàng biến thành ánh sáng màu vàng theo đó lao đến, hỏa linh kêu lên một tiếng bén nhọn lần nữa chia làm hai luồng hỏa diễm, chạy sang hai hướng khác nhau. Đúng vào lúc này, một đạo cầu vồng màu lam phá không mà đến, trong chớp mắt xuyên thủng qua ngọn lửa. Ánh lửa thu vào, hỏa linh giống như than cốc rơi xuống phía dưới, đầu thình lình xuất hiện lỗ thủng lớn chừng quả đấm. Bên kia, gã người đất biến thành đoàn ánh sáng màu vàng dùng tốc độ nhanh như chớp đuổi theo một đoàn hỏa diễm khác. Qua vài nhịp thở, ánh sáng màu vàng trùng trùng điệp điệp đã đụng vào hỏa diễm, phanh. Một cỗ tàn thi bị tàn phá không chịu nổi từ không trung rơi xuống. Đi thôi, Liễu Minh đồng thu hồi lạc kim sa cùng phi kiếm rồi thấp giọng nói. Tàng Huyền tự nhiên không có ý kiến. Sau đó hai người vội vàng lấy tinh hạch còn sót lại của đám hỏa linh, bay lên trời rời khỏi nơi đây. Sau thời gian chừng một bữa cơm, cả hai đã xuất hiện ở một cửa động. Sau khi xác nhận phía sau không có hỏa linh đuổi theo sau, bọn họ mới tiến vào trong động, ngồi xếp bằng bắt đầu hồi phục pháp lực. Trận chiến lúc trước đã khiến thanh niên áo trắng vẫn lạc, pháp lực hai người cũng bị tiêu hao cũng không ít, cho nên việc cấp bách trước mắt là sớm khôi phục trạng thái tốt nhất. Qua gần nửa ngày, đợi khi pháp lực khôi phục 8-9 phần 10, hai người lập tức rời khỏi huyệt động, tiếp tục dọc theo lộ tuyến lúc trước, tiến về bộ hỏa linh tại trung tâm của tiểu viêm giới. Trong lúc nói chuyện, vô ý nhắc đến cái chết của thanh niên áo trắng, nội tâm mỗi người đều nổi lên một phen cảm khái, đối với hỏa linh thú càng cảnh giác thêm vài phần. Về sau, hai người trên đường gặp được vẻn vẹn vài con hỏa linh thú tập kích nên cũng không gặp gì khó khăn. Mà những con hỏa linh không có đầu lĩnh điều khiển, thực lực tức thì giảm mạnh, căn bản không đủ gây nguy hiểm, hai người chẳng qua là một chút thúc dục linh khí liền có thể giết sạch một cách dễ dàng. Cứ như thế trải qua nửa ngày, hai người đã tiến nhập đến khu vực trung tâm tiểu viêm giới. Trong lúc bay qua một khu rừng, cả hai thình lình phát hiện cách đó không xa xuất hiện một tiểu sơn, truyền ra âm thanh tranh đấu. Hai người lặng yên tiến tới, mới phát hiện thì ra là ba gã đệ tử ngoại viện lạ mặt đang kịch chiến cùng một đầu hỏa linh và hơn 10 đầu hỏa lang. Trong ba người, có một gã thanh niên tóc đỏ đang đứng trên một tảng đá lớn, trong tay đang nắm chặt tiểu kỳ màu lam. Từng đoàn lam quang tỏa ra đang gắt gao bảo vệ lấy thân hình gã khỏi hỏa cầu của hỏa lang đang không ngừng đánh lên. Hai người khác, một người cầm trong tay một thanh linh kiếm, nữ tử còn lại vũ động một chiếc khăn gấm màu vàng quần đấu cùng hỏa linh. Đầu hỏa linh này thình lình có tu vi ngưng dịch hậu kỳ, so với đầu hỏa linh mà Liễu Minh chạm mặt lúc trước có phần mạnh hơn. Cho nên dù là khăn gấm của nữ tử nọ có thể hấp thụ hỏa khí, cùng với việc lấy hai đấu một, nhưng cũng không thể chiếm được chút thượng phong nào. Hai người Liễu Minh thấy thế, nhìn nhau một cái, tự nhiên đồng thời bay ra, muốn tiến lên trợ giúp một tay. Các bạn vừa nghe xong tập 49 của bộ truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.